个人上来，那我在上面忙了一下，下来就没人了。他们看我不下来，他们也跑掉，跑掉去上厕所啊。等一下回来，我就发脾气了。如果他们早一点在那边，就我赶快了，是不是？时间真的很重要，可是我那个科学很好，继续研究，嗯。这个，你nói về ông ưa dung và bà e dè hôm qua hả? Tại sao ở trên thiên đàng, cái lúc ở thiên đàng thì không có thấy gì mắc cỡ hết, làm việc gì cũng tự nhiên. Sau đó ăn cái trái táo vô, à, cái rồi bị nó tẩy não, bị chúng sanh đó. Nghe tiếng của những người này người kia đó, những cái chúng sanh thấp kém khác đó, nó tẩy não, nói rằng phải bận quần bận áo, phải đừng làm gì làm kia, à, là cái sinh là mắc cỡ. Cái biết cái này là tốt, cái này là xấu. À, hồi trước kia cũng làm y như vậy, không thấy gì tốt, không thấy gì xấu. Bây giờ nghe từ nó tẩy não, mới biết cái này là tốt, cái này là xấu. À, thì người mình cũng vậy á. Nếu mà con người mà ngay thẳng, con người liêm chính, con người trong sạch, làm gì cũng không thấy gì xấu. Như con nít vậy thôi. Cho nên kêu rằng mình tu hành rồi nó phản lão hoàn đồng vậy, hiểu không? Nhưng mà bây giờ mình chưa có phản đạo lão hoàn đồng thì mình không có được làm bộ như vậy. Thí dụ như bây giờ mình đã lớn rồi, mình đã bị tẩy não rồi, rồi mình cởi quần cởi áo mình đi nhông nhông như nít được không? Không được. Mình không thể nói là con nít hồi nhỏ tôi cũng làm vậy, bây giờ tôi làm vậy được. Không được. À, nhưng mà mình cũng phải phân biệt cái người này với người kia. Thí dụ như mình thấy mấy cô mà thoát y á, à, người ta làm vậy mình chê người ta. À, mình trách người ta thì có thể là được, có thể là được, bởi vì cái mục đích của họ nó không có được tốt lắm đấy. Làm nhiều khi không phải là cái họ có lòng ác, nhưng mà nhiều khi những cái sự làm việc của họ nó làm đổ vỡ gia đình của người ta, à, chứ không phải cái việc làm của họ xấu hả, nhưng mà cái việc làm của họ nhiều khi nó cạnh tranh với hạnh phúc gia đình của những người đàn bà khác, cho nên mình nói họ là xấu đấy. Nhưng rồi bây giờ mình thấy mấy đứa nít nó cũng thoát y, nó chạy nhông nhông vậy, mình nói tụi nó cũng xấu sao? Không có được, phải không? Nó khác. À, hai cái người mục đích khác nhau. Con nít chạy nhông nhông không có tranh đấu dài hết, mặc dù là hai cái hành động giống y như nhau hả, cũng thoát y, cũng chạy nhông nhông như vậy. Nhưng mà không có ai nói con nít được, tại nó không có ý nghĩa gì, mà không có làm hại cho ai hết, hiểu chưa? Quan trọng là không có hại cho ai hết, mà nó không có cái mục đích gì cả, phải không? Đó, cái vấn đề nữa quan trọng xấu hay tốt là ở chỗ đó, chứ không phải là cái hành động nào xấu hay là tốt. Capito. Thì bây giờ đại khái như vậy thì mà mang lại là vô đoạn đồ hội phân hiệu vô liệu. Ồ số ồ bên trên trên thiên chi sư chẳng nó kìa sửa mơ dễ tan hân xả qua nó kìa cú sư. Chỗ thế mình chẳng đó dễ tan hân xả qua xả lại đầy hậu vô sư sư nó kìa phiến của lầy hậu cho hưu đoạn trên cho thiên đào nó kìa quang u tật sân yên nế rõ hậu bị nó sẽ bị cho bị tham mẫn ti tận chỉ để nó trọng trung sinh à ta loạn xô loạn xỉ não thiên chi huân loạn yêu yêu phê hở chưa thôi à ơ cha sư chúa thiên thiên chứ mà lần mình sư nị bao đó chịu cho kế của sư phổ cảm quan à là hào là khai hoàn sao ấy tháp bút nó mở hoài khăn gì lại hoài ấy cái à chỗ thiên ha à căng anh chàng đâu nào đi à thống suy nị chi đờ mà tô quần thi nè à giả đan sợ quá à đó hào là chưa đào hả Tha mẫn à, thinh chứ nó cái phiến của lì hậu, vậy mà sang đi chào thảo búi yêu chứ mà. Nì chứ chứ cơ nì hơi chứ đâu, sống sư hậu, sống sư hoài là, nì hơi yếu nó chống bút hống được chứ hơi là. Rõ hô, nì mới hô quản à. À, sư thì sang đi búi kể thăm chứ. Chế quá thăm mẫn bây nó cái dạo quay, nó cái sở chinh à. Lại yêu hoa, rõ hô thăm mẫn cho chứ là. Chứ lì hậu cho, thinh đào hẳn tố chung sưng mà. Vì cho ti tấn chì à. Nó cái sầu bữa sư dụ nó cái thiên thần ấy à, vậy sư dụ bịa ta chung sưng mà, sư bữa sư. Rồi hồi nó sẽ tí tận là chung sưng á, tận chỉ bù yàng á, chơi ơ cảm bù yàng á, sáng phá bù yàng, sư à, nếu mình hãy làm cơ, bù hào, 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 à,
đó mấy Johnny Phu, mấy Johnny Phu. Đến cái nán nỉ đó, oa sầu chai chi, bọc bọc chai chi, chẳng nhàng nhàng nhàng. Ít thiên đâu ở niên, 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 niên chai chỗ miên đó. Chỗ miên đó ở tô. Họ nói thình sâu vô liệu. Sâu vô liệu, chứ khai sử dấu chơi ơ cảnh. Chứ khai sử rừng với chứ cái xin tông bù hào, nó cái xin tông bù hào. Đúng không? Chứ khai sử chín trăng lắm. Nó开始有罪恶感，开始很复杂。本来一样的行动，以前做他们没感觉到怎么样，现在就因为分别心了啊，听人家说这个好，这个不好，听久了就知道不好了，然后又开始不好了。那上帝看他们复杂，就赶他们下去嘛啊！昨天就讲到这里，哎，好，那顺便我们也研究一下，那为什么有一些行动？也是一样，我们说这个好，然后那个一会儿又不好呢，也是同样嘛。比方说我们小的时候不穿衣服啊，也没人说哇那两个婴儿不好，是不是？他们没什么不好，不过我们去看那些脱衣的小姐，那个贫穷的那个妇女啦，我们就说他们不好，他们做这种工作赚钱嘛，哎。本来我们去买衣服应该付钱呢，就他们脱衣服下来，人家要付钱，啊，这个没关系，也是一种世界颠倒的工作，算什么呢？好。不过为什么人家都讨厌他们，说他们不好呢？因为他们这种工作，既然他们没什么恶意，他们是为了生存而做，不过他们那种工作会破坏很多人家的兴奋的家庭。听懂不懂？跟别的妇女竞争，那种恩情啊，破坏很多好的男人啊，是不是？好的那种那个家庭啊，所以才不好，人家才说他们不好，听懂不懂？就本来这个行为也不怎么不好啊，听懂不懂？那你自己的身体啊，你要亮给谁看？你看你可以，也不怎么不好，就是因为那种变成不好的结果，因是不怎么很好，不怎么不好，就是果不好，就知道那个不好，了解是不是吗？然后大家都说他不好，不过我们也不能看那个行为，然后看那些小孩子说你们脱衣服，你们破坏我们的家庭，这个不是啊，懂不懂？是不是啊？所以行为不是。不好就看他那个结果啊，有没有伤害到别人，我们就知道不对。所以我们修行的人也要分别清楚，不是看每个行动一样就说一样啊。哦，差很多。好，那现在我们小的时候都没有穿衣服啊，夏天跑来跑去啊，也没关系，也没人讲什么。不过现在我们长大了，然后社会上已经说我们要穿衣服了。那我们也不能说，我小的时候可以赚，为什么我们现在不能赚？是不是？我们现在心不一样了啦，我们不能假装说我们像小孩子单纯一样，不行的啦，是不是？因为我们也本来就知道我们心不单纯了，所以我们现在即使脱光光衣服出去，没人讲我们什么，不过我们感觉到心也不安了，因为我们心已经很复杂了。所以我们情况怎么样，要做怎么样，不是模仿别人，然后说他可以做，我也可以做。有时候不一样。有一些人也是来跟着水师父，我看师父做什么就做什么，那个里面的力量不想水，就想学外面，该不学的都学会，然后就去做，我都学会了。谁会什么？那抢人家枪夫太太那种，懂不懂？乱说乱夸张啊，没有力量人家死人那种，然后收钱那样给人家赞叹，那是不是师父的行为啊？那个不是师父要教你们的东西啊！你们从哪里学，我也不知道。这叫做不该学都学会了，然后就出去，听懂不懂？就什么人出去，然后说都学会了，你们看他们行为就晓得。我是想师父有时候也感觉到很惭愧，很懊恼。为什么呢？我刚来的时候，都认识大家的时候，刚认识几个住家人的时候，我心还蛮单纯的，我很快乐，我玩得很开心。
听懂不懂？跟谁抱抱怎么样都没有任何的感觉，那种男女的那种味道或是感觉怎么样啊？后来大家都是，也不是大家了，有几个了，谁那个不该谁的就谁，那利用就个抱人家，听懂不懂？啊，我是上师傅开跳舞的时候，我没抱，我抱谁都抱得很狠，也不是抱了，有一些跳舞是要两个，一个握手，一个放在肩膀嘛，不是抱这样子了，放这个样子而已，放得很紧，好像没有放一样，这样很高雅的那种，听懂不懂？然后看这个样子，比方说我跟柯昌文跳，我们两个没关系，是不是柯昌文？啊，这么圆是不是？哎，即使看起来好像抱在一起，不是不是啦，他们有那种规矩啦。比方说人家的肩膀，你这样放上去，放在这里而已，不是压下去，也不是抓这样子呢。了解是为什么？人家都有规矩啦，不是看你不是抱在一起，不是不是。然后别人呢，心态不好，看这样子，哇，就利用这个人啊抱我，抓什么人都抱得很紧，人家快不能呼吸。然后说水会了，听懂不懂？比方说这样，就说水会了。我是说，师父教你，你爱干嘛就干嘛。我说你爱干嘛干嘛，就是你自由嘛，我不是管你啦。不过看你要干什么啊，是不是？那个戒律里面要盖啊，不是盖到外面去啊，不是爱干嘛就干嘛，已经叫好干什么了，是不是？啊，不一样嘛。啊，后来有发生一些事情，就女人也跟女人也一起有问题，听懂不懂？哎，真的我也很惭愧。现在呀，我看女众我也怕，什么人连连包包，我就开始该篱笆了。啊，听懂吗？我心又跟你们差不多，都怀疑。以前我没有啊。以前刚来的时候，我们出家人，我对女众比较敬谢了，啊，因为我们常跟他们工作比较多，办公室或是煮饭什么都是女众嘛。以前开车也是女众，偶尔是换男众来自由了，不常常多数都是女众啊。出国也是一大堆女众比较多，嗯，在跟着我旁边都是女众，因为我给他们比较优先嘛，因为他们是女嘛。所以跟师傅睡觉啊，在旁边啊，一样的房子或者住一样的地方啊，坐一样的车啊，很多事情啊。后来发现这些事啊，啊，现在看什么女都怕，听懂吗？我感觉到失去什么东西啊，失去那种以前那种单纯的那种心态啊。我真的好，有时候我想到那些，我好懊恼，哭也哭不出来。就像以前我们弄那个什么篮球场哈，男女我们在一起，我们师徒都一起玩成一团。后来就看有一些利用那个地方当什么啊，爱情的社会所，我不知道，听懂不懂？谁跟谁玩，谁跟谁不玩那种，听懂不懂？啊，一对一对那种，哇，真的好无聊。所以现在又也没有人能玩，我也没心情玩了。然后盖那么大的一个篮球场，没人玩，也是有了，很小了，不像以前那么。我第一次玩的时候，我是第两三次了，好多人啊，出家在家热热闹闹，大家在那边等着玩呢、啊。我看的心里好舒服，我说哇，看起来好像我们很大的家庭，很大的一个村里啊，小村，然后大家一起来玩呢、啊，我自己也玩进去，好舒服，好舒服。后来会发生很多不干净的事情啊，在那边那个在一起玩呢、啊，一对的这个对那个对这样子，然后真的后来又不舒服了。现在就男女都不能一起玩了、啊。我也不能玩了、啊、我也不想玩了、啊、听懂吗？心里不一样，所以师父也受影响啊。我现在有时候想跟谁接近怎么样，或是玩怎么样，我又有一点不好的气念，听懂吗？都会愣了一下这样子，又没有像以前那么像小孩子一样单纯开心。我现在叫你叫我跳舞，给我100万，我也不想跳了。叫我上去玩篮球，给我100万，我也不想玩了。也许去救济的时候，我还会不，
没心情了，听懂不懂？那想到那些不好的，然后心也会沉闷了，也是很可怜、可惜的事情，真的很可惜，很可惜，都是你们破坏。又不随好的，又不随师父那种单纯的气氛，又把师父单纯的那好的气氛破坏掉，又不随高又辣师父下来那种地的那种想法，听懂不懂？也是很可惜。所以你们看，现在我对你们比较有隔开的那种气氛啊，你们别怪我哈，我上口还没好，或许以后会好了，现在还不好。我以前跟那个女的出家人啊，抱肩膀走来走去啊，懂不懂？有时候我们工作完了快乐怎么样？宝宝现在哇，他们一靠近就不行了，你懂不懂？所以我们不能随坏啊，不能随那个行动，看我们心才能够做。我们不能假装我们已经跟随师父一样，不一样呢。懂不懂？光学那个跳舞几个步而已，学不一样啊，何况学什么一样呢？是不是？我是想煮饭呢，是怎么样啊？我叫你们，你们也不会啊。你们看师父骂人，然后你们也跟着骂人，根本没有品质可以骂人呢、啊，没资格可以骂人。比方说，一位英文的老师，他英文很流利，然后他的徒弟讲英文不好，他有资格骂他？你 ABC 还不懂，你怎么就是英文那么烂？你又不能讲这样子，应该讲那样子，那个可以吗？啊，不可以。师父为什么骂你们？你们受得了呢？因为你们知道，师父做什么都可以做，所以叫你们是叫对的，有资格骂你们。骂了为了要叫你们做好。那别人骂你们不佩服，因为他根本不懂，他自己也做不到的，能够那骂你呢？是不是？比方说种草啊，也种不好，我种的话，我种得很好，那个证明也很清楚啊，在那个什么我们上面那个公园哈，啊，师父种的草啊，都长得很漂亮，又很快。我自己种的，我是书怎么样，都种得很好，下面那种都种不好嘛。比方说这样子，啊，然后我就可以骂。因为我自己可以做啊，煮饭很烂我可以骂，因为我煮饭很好啊，是不是？讲英文很烂我可以骂，因为我讲英文很好。那、啊、你们男女乱七八糟我也可以骂，因为我知道那个进退是什么地方，懂不懂？男女要怎么对待，是不是？我不是看哪个人都要抱，哪个人都心跳跳，那种无聊的呢，所以我可以骂，你懂不懂？像以前有一个喇嘛，他忽然间有一次看到他那个信徒啊在那边，哦，他好像要抢他一样，那个女信徒啊，后来那个女信徒都反抗得很厉害啊，就跑掉了，跑回去跟他妈妈说，哇，那个师父今天他怎么样怎么样，他要抢我，他这个人不好，他不是的师父，他是骗人，怎样怎样，哇，骂了一大堆。他妈妈比较开悟，不是不是不是，赶快回去，赶快跟我走，啊！带那个女人到那个师父那边说：“师父，对不起，我女儿不懂事。如果你要的话，我的女儿送给你啊。她刚刚不懂事了，对不起，今天送给你了。你要跟她干嘛就干嘛。”然后那喇嘛说：“你要我跟她做什么？”啊？然后那妈妈说：“当太太啊，你需要的太太就送给你啊。”喇嘛说：“哪里啊？我是要太太干什么？我对那种男女的关系根本没兴趣。”然后那个女小孩说：“不是刚刚你要抢我吗？”这个喇嘛说：“不是啦，刚刚我看另外一个喇嘛灵魂快投胎到一个女子呢，那个肚子里面去了，我想把她投胎到人的肚子里面去，结果来不及了，算了，她已经当女子了，现在我不要你了，现在你没有用了。”就这样，时间的问题嘛，歌声文时间的问题，听懂吗？另外一个喇嘛是他以前是朋友嘛，认识嘛，做不好了，堕落在那个，刚好在那个时候要投胎啊，懂不懂？就旁边有一些女子啊，投胎到那里去啊，堕落到那个三途苦里面去嘛，他就想用办法把他拉到人间里面去。不过他是一个开悟的师父啊，他也许他可以这样这么说，
意思说很特别的情况，是不是？我们如果看到每个女人都是这样子，行吗？不行啊？啊？什么？不可以，当然 ，no no no no。如果谁生这样随他，不行啊！因为不看到因果，不懂为什么这样子做，盲盲目目做下去，然后说水师傅哪里呢？是不是？ 所以我们要小心是在这个地方。哦，我来哪得了啊？我忘记他们有越南人，来哪得了啊？啊？啊，啊，đúng rồi, à. Thì cũng bây giờ mình lớn rồi mình đâu có làm giống con nít được nữa. Rồi nói, ờ hồi đó tôi con nít tôi đâu có biết gì đâu, tôi không mặc quần mặc áo bây giờ tôi không mặc cũng được. Đâu có được, đâu giống vậy. Hiểu chưa? Tại cái lòng của mình nó đã khác rồi. Hiểu chưa? Dầu rằng mình không mặc quần áo, mình chạy nhông nhông ngoài đường, không ai nói gì mình hết, nhưng mà cái tâm mình không có an. Hiểu chưa? Khi nào cái tâm mình thật tâm là an á, mình giống như con nít thiệt á, thì mình chơi như con nít được. Hiểu không? Bây giờ không có giống được thì thôi đừng có chơi. À, cũng như nhiều người đi học với sư phụ thì cứ học mấy cái hành động của sư phụ không à, mà trong không có lực lượng gì hết, tu không có tu bằng sư phụ, mà cứ học bên ngoài. Ví dụ thấy sư phụ chửi người ta, la học trò, ta cũng bắt chước la bậy la bạ, người ta đâu có phục. Mà tại sao sư phụ la người ta phục? Bởi vì sư phụ la cái gì sư phụ làm được cái đó, hiểu không? Ví dụ một giáo sư Anh văn nói tiếng Anh giỏi, rồi học trò nói tiếng Anh rất là dở, thì cái giáo sư Anh văn đâu có quyền la người đó chứ, phải không? Chứ còn mình không biết ABC mà mình la cái người mà nói tiếng Anh dở, ai chịu cho nổi? Hiểu chưa? Ví dụ vậy đó. Sư phụ la quý vị làm ăn bê bối, tại vì sư phụ làm cái gì cũng đàng hoàng, hiểu chưa? Sư phụ la quý vị trồng cỏ không có được ngon lành, tại vì sư phụ có trồng rồi, có trồng hay rồi, rõ ràng có chứng cứ. Thí dụ vậy đó. Sư phụ nói quý vị nói tiếng Anh dở ẹt, tại vì sư phụ nói tiếng Anh cũng khá. Em mới la được người ta chứ. Chứ cứ vô đây cứ muốn làm trời làm đất, thí dụ vậy đó hả? Thấy sư phụ la ngon quá, ai cũng khóc khóp, cái đầu cứ cúi xuống, rồi cái mình cũng vô cái là bắt đầu la liền á. Mình không có cái gì mà xứng đáng để la người ta, hả? Người ta chưa la mình là đã hay lắm rồi, phải không? Nó đâu có đủ tài năng đâu mà la người ta. Mình làm cái gì họ giỏi hơn người ta, mình mới được quyền chỉ dạy người ta, phải không? Rồi người ta chỉ dạy người ta không được, mình mới la người ta được. Chứ mình không có gì hết mà la người ta. Mà sư phụ sẵn dịp nói, ví dụ như có nhiều người, sư phụ nói bây giờ sư phụ cũng rất buồn, có nhiều chuyện nó không hay xảy ra. Thí dụ như hồi mới gặp mà mới ra lò đó, mới là, ra lò làm minh sư thì sư phụ tâm hồn còn đơn thuần hơn chưa? À, bây giờ càng ngày càng không có giống như cái hồi xưa nữa, gặp ai cũng sợ sợ hết á. Hồi xưa đâu có sợ, hồi xưa giống con nít. À, thí dụ như hồi xưa những người xuất gia nữ đó, đi với sư phụ là sư phụ toàn dùng người xuất gia nữ không đi đâu. Nhiều khi ngủ chung một phòng á, rồi ăn chung, rồi đi xe chung, cái gì cũng nữ không. Rồi nhiều khi cũng cái gì bây giờ quàng vai với nhau đi tới đi lui vậy đó. À, làm công việc làm xong rồi đó, mừng nó thưởng nó bài bài rồi đó. Sau này cứ phát hiện ra có một ít cô không có phải bình thường. À, rồi sư phụ bây giờ thấy nữ sợ hết hồn, thấy chưa? Tức là vô đây không phải nam mà không phải nữ đó, lộn xộn ở trong này, hiểu chưa? Sau này sư phụ mới phát hiện ra sư phụ mới sợ hết hồn, bây giờ thấy nữ cũng sợ luôn. Hồi xưa sư phụ gặp ai muốn bao, ai muốn rờ đầu rờ cổ gì đó sư phụ cũng cho hết, bây giờ thấy nữ cũng sợ, nam cũng sợ. Hồi xưa quàng vai quàng tay đi chơi đi tới đi lui như bạn bè, bây giờ đâu dám, bây giờ đứng gần sư phụ cũng đã bắt đầu phòng vệ rồi. Thấy chưa? Không biết người nào là người nào, những người mà sư phụ đã biết á đã cho ra ngoài rồi, đuổi ra rồi nhé. Còn những người họ không biết sư phụ cũng phòng vệ như thường hả? Đã thanh lọc rồi nhưng mà biết đâu nhiều khi nói cũng không biết nó là ai nữa. tôi là ai không biết, thành ra sư phụ phòng vệ chứ. Ví dụ như thế, mình nhảy đầm cũng vậy, cái lúc nhảy đầm á thì nó có cái quy luật của nhảy đầm, phải không? Ví dụ như mình nhảy xì lô, hoặc là mình nhảy xì lô hay là nhảy qua vice hả, thì đâu phải ôm người ta cứng ngắc đâu, cái tay mình để lên cái vai người ta để nhẹ nhẹ vậy thôi. À, nó nhẹ nhàng mà nó đẹp lắm, để nhẹ rồi cái tay này mình nắm tay người kia đặng mà nhảy với nhau cho nó nhịp nhàng, chứ không phải ôm với nhau cứ ngắt. Rồi mấy cái người mà học trò hoặc là những người khác lợi dụng cái dịp này rồi ôm người này người kia, cái đó là bê bối, cái đó nghe buồn nôn, hiểu chưa? Quý vị có hiểu không? Rồi nói học sư phụ,
Cái này sư phụ đâu có chạy. Sư phụ nhảy rầm cái kiểu như người Tây phương, hiểu chưa? Tức là cái tay mình để nhẹ lên cái vai của đối phương, rồi cái người mà đàn ông kia họ sẽ để họ ôm nhẹ cái eo vậy đó, đặng giữ cho khỏi té. Tại thường thường những người nhảy đầm phải mang guốc câu gót một chút, hoặc là những người nữ họ yếu đuối hả, mà nhảy chung mà lộn nhiều khi có người xung quanh sợ té này kia, thành đó là cái luật phải bảo vệ người ta vậy thôi, chứ không phải ôm cứng ngắc rồi trước mặt công chúng làm cái kiểu mà bê bối như vậy. Sư phụ có hiểu ý sư phụ không? Nhưng mà cũng có một hai người học cái cách đó, thấy sư phụ vậy rồi tưởng đâu vậy, và ôm cứ ngắt, rồi vai của người ta bóp muốn nát luôn, vai của người ta luôn eo rồi bóp nát luôn. Cái đó rất là thô tục, hiểu chưa? Học cứ không hành, không có biết cái gì hết. Học có hay không học, học toàn cái dở. Rồi hôm trước là cái sân chơi vũ cầu đó, để cho mọi người chơi, hôm trước sư phụ cũng xuống chơi nhiều khi thể tháo rồi cho nó khỏe khoắn một chút, làm việc hoài ngồi hoài cũng mệt á. Trước nam nữ chơi với nhau vui vẻ hết, cả một cái làng này lên chơi hết. Con nít, bà già, ông già gì đâu cũng tới đó chơi, còn phải kêu nữa, phải đợi tới lượt mình nữa, tại cái sân nó cũng nhỏ. Sau này mấy cái người, có nhiều người bậy bạ lợi dụng cái chỗ đó để làm cái chuyện mà hẹn hò nhau. Cặp này chơi cặp này, cặp kia chơi cặp kia, cái kiểu vậy đó, hiểu không? Chứ không chịu chơi chung với người ta vậy đó, đi lựa đó, hiểu không? Thích cô nào lựa cô đó vậy đó, rồi chơi với nhau. Trời ơi, làm những cái chuyện như sư phụ không thích, tại sao này sư phụ cấm rồi, không có cho nam, không có cho chơi chung với nữ, mà không có cho chơi, mà bây giờ sư phụ cũng không có muốn xuống chơi đó nữa. Làm cái sân thiệt là rộng, thì không có ai muốn chơi đó, buồn bã như vậy. Rồi sư phụ bây giờ thấy người nữ cũng ngán, thấy người nam cũng e dè. Hồi xưa đâu có, thấy không? Bây giờ mà bắt sư phụ nhảy đầm nữa, sư phụ cũng lạy thôi, biểu cho 100,000 cũng dám, hiểu chưa? Cái lúc sư phụ nhảy sư phụ không có cái đó, không có nghĩ như vậy. Bây giờ bị truyền nhiễm bớt rồi. Vậy, sư phụ rất làm buồn, rất lấy làm buồn. Không có được tự nhiên như cái hồi sư phụ mới ra, mà sư phụ cảm thấy rằng cái tâm hồn của sư phụ cũng bị trùng xuống một số nào đó. Lúc này cái vết thương của sư phụ nó cũng chưa lành, tại vì học toàn học tầm bậy không à. Hiểu không? Không có học cái tốt của sư phụ, học cái xấu không. Mà cái đó không phải là sư phụ xấu, mà tại họ xấu, có hiểu không? Sư phụ làm đúng cách là không có xấu, mà họ làm ra cái thành xấu. Sư phụ găng găng xua, nó là xỉn huệ, dẫu sư hồ, bố sư bố hậu, chứ sư nó là rỉn à, bà ta biên trần bố hậu. Bí phong số sư phụ, theo ủ tờ sầu, chiên bắn phong cái giang sư, theo ý theo ấy. Rồi, nì, khăn cái giang sư, nì, chàng cho rừng cho chiên bắn, bà nó nông trời, cho là hẳn ta lì giang sư, hoặc sư bao giờ hẳn chỉnh, người đánh ra sâu bù lẻo. Đồng có đồng nó dùng ở xin để chi phần, sư phụ sư, nà cơ bố sư sư phụ chào nì, chứ sư nì bố hậu. Nà xỉn huệ bố sư bố hậu nè, sư phụ sư, chứ cái xin bố hậu.还是一样，像今天我有马桶组是啊，我们衣服这么庄严，那么漂亮，设计那么舒服，也不是很贵什么，那因为我们自己弄，自己买大卖哈，然后自己剪，然后自己设计，自己缝的话，就很便宜了，比你们外面的那些西装便宜多，所以又便宜又庄严又温暖又好看，为什么不赚呢？是不是？哦，我们不是丐帮啊，为什么赚邋遢的衣服呢？古代的时候，和尚啊，不是印度的和尚啊，穿比较邋遢，比较铺来铺去，因为他们修行越多，他们要多铺，没衣服。古代的时候，那个要织布很不方便，你们知道，布很贵。那你要当和尚来，一天到晚就脱破衣服，谁给你？自己也没有了，还给你？那古代的2000年前跟现在又不一样了，是不是？所以今天的和尚穿衣服更整齐，在印度也是这样子。当然有一些装很破烂了、啊。因为他们没钱，没人供养，不是真的，他们是丐帮出来。哎，有时候丐帮是也是穿那个像那个一样、啊。本来那个印度和尚呢，穿那个丐帮的衣服啊，就是这样子的。然后扑来扑去嘛，哎，因为修越久了，就不是刚进来，人家丢的东西给你啊，那扑扑烂烂啊，你修没关系，哎。现在啊，我们的一块布很漂亮，干干净净，把它借了好几百块，然后铺起来，这个又浪费布，又浪费钱，又浪费功劳，那合什么逻辑呢？懂不懂师傅意思啊？啊，不应该这样子嘛。好，既然这样，要也可以，没关系，无所谓了。不过我们这个断题啊，人家已经不喜欢我们当丐帮了，我们就不当了嘛。
是啊，赚整齐也好看点，又如何呢？一人三四套衣服而已啊，赚了好几年了，也许整个妹子还赚不完呢。该门那么算那么钱那么清楚，是不是？同样啊，那个行为啊，你知道做的话就很高雅、很漂亮，你又不知道你自己心不好的话，做怎么样都不好的，都很烂的，听懂不懂？所以不要说谁是富啊，你要学金主，嗯，要学金主。 古的时候也有一位和尚，不是也不是和尚啦，一位师父啦。他有一次，他就跟一个人家的太太有关系，懂不懂？另外一个太太，他忽然间就跟他有关系啊，好像外情一样啊。后来那个先生知道哈。 也不怎么还，也不是怎么很生气他的，问他你师父你为什么这样怎么做，已经停了，忽然间他就不要了，然后还太太还给他了，以后那个太太很喜欢他，又跑来找他，他不要了，他说不用不用用，现在不用，啊，后来这就那个先生就知道了哈，你看太太一天到晚讲那个，然后我就跑到那边找，然后师父又不要，那这个奇怪啊。 但先生认为，因为他，所以他师父不要他太太，不好意思，所以还跑跟师父说：“师父，我太太就是你的，啊，你连我也是你的，何况我太太，你要什么我们都是供养你嘛，啊，你不要不好意思了嘛。”然后那个师父说：“哪里我哪里要你太太干什么？我保护你们来不及。”然后他说：“那太太说，那为什么你以前要跟我有关系？” 他说啊，那个原来是这样，我看你跟另外一个魔啊有缘因缘很深了、啊。如果我没有拉他到你这，要我方便的话，你一定会被拉到那边去啊。你到我这里，等一下我还给你先生，你家庭还是安稳了、啊。你到那边的以后，永远被他绑住了，懂不懂？然后你先生、你小孩、你家庭怎么样都很乱了、啊。 来不及改了，懂不懂？因为那边是魔嘛，他当然抓到了，他就不让他回来。那个师父他当然他知道什么时候做，什么时候停啊，懂不懂？他做为了那个家庭，不是他为了要那个太太。那个之后他们两个才知道，啊，当然感激他。不过我们也不能说啊，因为那位师父这样做，然后我们都可以这样做，不是不是不是。 戒律还是要啊，因为我们不是那个师父啊，是不是？像师父说一样，我们现在已经长大了，我们又不是那个小孩子，脱衣服光光跑来跑去呢，我们罪恶感还是会不谅解我们的，因为我们知道我们现在不是小孩啊，了解不了解？我们心还没有还童到这个程度啊，了解吗？啊，嗯，还有什么吗？ thì đại khái nó như vậy đó. Ai sư phụ nói cái kiểu chuyện lạc ma chưa? Chưa. À, thì ví dụ như à, có một cái chuyện chuyện đây tặng có một con lạc ma nó có một ngày nó tự nhiên ông đi ngang qua bờ sông thấy cái cô gái mà đệ tử của con của đệ tử của ông tự nhiên ông muốn cưỡng bách cái cô đó vậy đó cô đó phản ứng mãnh liệt chạy tuột về nhà mét với má nó trời ơi cái ông thầy của má nó sao mà ông bê bối quá sao bữa nay ông vậy kia ông không phải là ông thầy thiệt ông không phải là minh sư ông ông kể cái nào hả ông gạt gẫm ta ông cưỡng bách con bữa nay cái bà má nó ý không phải vậy đâu con đừng nói vậy à thầy của má là minh sư có bao giờ làm chuyện gì nếu nếu thầy làm chắc có chuyện gì đây thôi con đi lại với má đi là cái dắt dắt đứa con tới mặt ông thầy nói nếu mà thầy cần đứa con tôi làm vợ ha thì thầy xin cho thầy à, à tất cả cái gì của chúng con đều là của thầy hết à. À, tại con của hồi nãy nó ngu nó còn nhỏ nó không biết nó làm phật lòng thầy xin thầy đừng có giận bây giờ xin thầy chấp nhận nó đi ông nói chấp nhận chi tôi đối với đàn bà đâu có cái lòng ham muốn gì nữa đâu tu hành là làm gì ham muốn đàn bà nữa hồi đứa nhỏ nó sau nãy thầy cưỡng bắt tôi cái gì bà già thì bà biết rồi nhưng mà ông thầy ông giảng nghĩa nó tại vì hồi nãy á, thấy có một cái người lạc ma khác á, mà hồi xưa cũng là bạn thân của người bạn nhưng mà làm việc bậy bạ đó rồi sắp đọa lạc vô trong cái bụng của con lừa ở gần bên đó làm thú vật cho nên tôi nghĩ rằng muốn tìm cách để mà lôi ông qua cái bụng của con người đang làm người vậy thôi để giúp cho ông một cái cơ hội làm người trở lại nhưng mà hồi nãy cái thì giờ nó qua rồi bây giờ ông đã vô bụng lừa rồi bây giờ không có cần tới cô nữa
Hiểu chưa? Bây giờ tôi đâu cần đàn bà đâu, thôi dắt về đi. Bây giờ thời gian qua rồi, bây giờ có cái giúp cũng không kịp nữa. Ông đã đầu thai vô bụng con lừa rồi, bây giờ không kịp nữa. Bây giờ muốn cho ông đầu thai làm vô bụng người cũng không kịp nữa. Bây giờ không cần nữa, mà đi về, hiểu chưa? Mà còn có chuyện khác nữa. Thì có một cái ông kia, ông tự nhiên có một lúc mà nói cái ông đi đi bắt gì ngoại tình với chứ cái bà vợ của gì của đứa hả của đệ tử của ông. Ngoại tình một lúc rồi sau này cái ông không muốn nữa, tự nhiên có ngày ông cắt rồi, không có muốn bà vợ đó nữa. Cái bà vợ còn nhớ nhung, cái chạy tới chạy lui hoài, tưởng đâu làm gì sai cho ông phật lòng là ông mới không thích. Nhưng mà ông nói không có, bây giờ thôi duyên nghiệp hết rồi, thôi đi về đi. Rồi cái sau đó cái ông bà vợ nói với ông chồng á, cái ông chồng mới biết ra cái chuyện này. Tưởng đâu ông chồng tưởng đâu là tại vì đệ tử mà vợ của đệ tử ông thầy mắc cỡ rồi không dám, thì nó thấy cái mấy sách bà vợ đem qua nói thầy ơi vợ của con nếu thầy muốn thì dâng cho thầy luôn, tính bản thân của con cũng là cũng có thể dâng cho thầy, tài sản cái gì cũng được, đáp đền ơn thầy, thầy đừng có mắc cỡ, thầy đừng có cảm thấy rằng không có tiện chi hả. Ông thầy cũng nói đâu phải, thầy đâu có ham muốn đàn bà chi, đâu có muốn bảo vệ gia đình cho con còn không kịp ở mà để phá hoại gia đình của con, mà giành giật cái vợ của con, phân ly ân ái của vợ chồng con chi. Rồi cái bà vợ bà nói nhưng tại sao hồi đó thầy muốn con? Cái ông nói không phải, tại vì thầy thấy con là có cái duyên nghiệp nặng với cái tên ma đầu ở cái xóm kia, mà nếu cái duyên nghiệp cái thời giờ nó tới rồi, nếu mà thầy không có bắt con lại cái lúc đó đó thì con sẽ bị cũng y cái nghiệp đó mà phải trả, mà phải đi theo cái tên ma kia, mà đi tên cái ma kia là không bao giờ trở lại, mà phá phách gia đình tan nát luôn, không bao giờ có thể hợp lại được nữa, rồi con cái rồi tài sản rồi chồng con có đau đớn rồi nó phải giết luôn cả chồng con này luôn, thí dụ vậy đó ha. Con ở với thầy lúc đó con mê mệt với thầy rồi, con là cái nghiệp đó con cũng trả rồi, nhưng mà cái lúc mà thầy biết đúng là trả gì con với gia đình, bảo vệ gia đình y như hồi xưa, không có bị thương hại gì cả. Những trường hợp đặc biệt vậy thôi, chứ mình không thể nói rằng ông thầy cũng làm vậy được, rồi mai mốt mình khai ngộ mình làm sao cũng được đâu. Không phải, mình phải coi có biết có duyên có nghiệp đàng hoàng, hiểu không, biết làm tại sao làm vậy chứ không phải. Mà cái đó là những trường hợp rất hiếm hoi đặc biệt, chứ không phải người nào minh sư nào cũng làm kiểu đó, hiểu không. Nhưng mà mình không thấy thầy mình làm vậy hoặc là minh sư làm vậy mình nói hồi vậy được, khai ngộ rồi tôi cũng còn phạm giới được, không phải cái này không phải vấn đề phạm giới, hiểu chưa. Thí dụ như lúc mình nhỏ mười mấy tuổi trở xuống, cha mẹ cấm không có được nói chuyện với đàn ông con trai, không cấm không có được đi đêm rồi này cái nọ, nhưng mà lớn rồi bắt đi bắt gả ra chứ, những cái chuyện hồi xưa cấm bây giờ bắt làm, hiểu chưa. Cái lúc đó không phải là phạm tội với gia đình gì nữa, mà không có sợ ba má la gì nữa, nhưng mà bắt buộc làm bổn phận á, nói dội tôn đường, hiểu chưa, đại khái vậy đó. Chứ ở dưới trai xuôi cái bị ru bị phán xuôi mình sợ thật sự hồ, 那十岁以下或者十几岁父母都不准我们跟男女什么有关系啊，是不是？不能婉拒找回，找去反悔那个哈，等等等哈，不能跟别的男女有任何恋爱的关系。不过长大了以后，父母强迫我们要去结婚了，是不是？以前都不能做，现在都该的，你懂不懂？那个因为时间的问题，不是，这个那个时候不能说。 对父母不孝或是犯戒怎么了？听懂不懂？那个是该做的事情，那个时候知道怎么做，是不是？那个是本分了，变成本分。所以我们也不能说哪一个行为是不对，我是不好，就是看那个情况，懂不懂？是不是？比方说有一些名士，他平常不是我们听说平常名士就不会干涉什么政治哈，或是不会做什么，那种。 当官呢是当王，是什么哈？不过有一些名士以前也当过皇帝呀，就是因为他命是应该这样做，那个时候他生出来那个应该这样做，在利益众生，他就要做啊，不是他爱政治啊，听懂吗？就是做的话，对他也很痛苦而已啊。我们可怜他来不及，还要说他怎么样怎么样，爱名誉他不会。不过我们也不能说。 因为他这样做，他就爱民爱利，或是我们哪一个名士都要这样这么做，或是我们徒弟开悟了以后，有就冲到政治里面，然后争名夺利那种，这不是嘛？懂不懂师父意思啊？嗯。
Thầy sư phụ nói thêm là thí dụ như có một vị, có những vị mình thường thường mình nói là những vị đã tu hành khai ngộ thì họ không có ham chánh trị gì, phải không? Không có ham làm vua làm quan gì, nhưng mà cũng có một một số vị minh sư làm vua hay làm quan lớn chứ, tại vì cái định định mệnh của họ trong cái đời đó phải làm như vậy để mà cứu giúp chúng sanh thì họ làm, nhưng mà không phải họ ham, không phải họ ham cái quyền lực đó, thấy chưa? Thì mình đâu phải mình thấy cái hành động vậy mà mình phê bình ta được liền, phải không? Thí dụ như Việt Nam mình có một ông vua gì, Thánh Tông gì, ông vua Nhân Tông gì, ông nào mà đi bệ hạ đi đâu triều đình đi đó, hả? Lê Thánh Tông hay Lê Nhân Tông vậy, hả? Không cần biết ha, không cần biết ha. Việt Nam có ông vua đó ha, ông muốn vô chùa ông tu rồi, nhưng mấy cái ông đại thần cứ chạy theo à, cứ đòi bắt ông về, bắt ông về làm vua trở lại. Sợ ông không đi, ông đi thì mấy ông quan nói thôi được rồi, thì tôi đem trào, đem triều đình lại để ngay đó, để nó cái cất ở bên chùa đó. Bệ hạ đi đâu thì triều đình ở đó, thì ông rốt cuộc ông phải về thôi, hiểu chưa? Các ngang chẳng nói là miễn sư tăng miễn chuyên nói là sửa, ôi tôi tra trên chú ý cái bí rụ. Ở ý dụ, mình bố nâng khăn ý cái ý miễn sư tha chú tăng của hoàng rồi, mình ra ngoài tha, hay sư ai, ai minh ai li ai hồng trần, 不是啊？ 我们像我们以前有一位， 我们越南有一个真的故事， 是一位国王啊， 他离开朝廷啊， 他逃走耶， 逃到一个寺庙去啊， 他想剃度出家， 那个时候他不是老了再去， 不是老了， 他不想当王了啦， 他已经修行一回而， 修禅了， 他就不爱当王， 诶？ 要他逃走， 逃到那边去了， 快剃度了， 不是已经剃了我忘了，那个时候我谁那个时候，所以六七岁了，我对那些没什么兴趣啊。后来那些大官啊大臣都催他到后面去，请他回去再当王，他不想回去，他说不去了。不过那些官一直讲不他，然后他说一定也不回去。后来那些官那个最大的臣说好， 既然陛下不想回去的话，那天子在哪里，朝廷是在哪里，他就要办朝廷到那边去，人家在寺庙，他就办朝廷，在方便当办公司。所以后来这位明君呢，不得已要再回去，该次朝政又再一回了，好几年这样。 你懂吗？所以我们真正的是不能看一位名士做的动作，然后我们说他怎样怎样，懂吗？最好我们看我们怎样怎样，因为我们太多无名的地方了，洗不掉，太多误会的地方，了解不了，所以要学习学什么啊？不要像。 不要像猴子一样乱学哈，对呀、啊，我去哪个地方的时候，看到一些猴子嘛，我很爱动物啊，看他们被绑了，就我真的受不了，所以每次看那个，我会买东西给他们。那个时候，哥斯达黎加猴是哪里啊？哎，马来西亚，还好有人知道，不然认为我是妄语啊。 马来西亚有一些猴子被绑在那边跳来跳去，好痛苦啊！我是爱他，爱他们买香蕉给他们，丢给他们，然后就拿石头丢给我。能记得吗？我不晓得有没有爱心，就是我丢给他，他就丢给我这样。啊，哦，石头没有抓，唰的一把一把丢，哇！我来不及把眼睛遮起来，哎，因为他学我嘛。 水明师嘛，<笑>水明师嘛<笑>、啊，以前我也有告诉过你们那个，因为那个小猫的故事啊。以前有一个人呢、啊，他是明师嘛，那有一只猫了，不晓得自己养或是怎样，那只猫很爱他，他也很爱那只猫啊，两个很好朋友，就每次就黏在旁边嘛。 不过每次他去打坐的时候，当然他就把猫赶出去了，赶啊，啊，吹啊，打，然后关门进来，砰。
然后在里面打坐，好，后来他那个徒弟，他死掉了以后，他徒弟也是每一次都追猫的打死，那个猫又不爱他，不粘他，不麻烦他什么，每一次他要打坐，一定去找那个小猫，不管那个小猫躲在哪里，他一定抓得到，找得到，找以后打了一顿再去打坐。 Tức là sư phụ nói là học minh sư đừng có học bậy, chứ học cái gì học cho đàng hoàng, đừng có học giống mấy khỉ á, nó học bậy á. Như hồi sư phụ đi Hồng Pháp ở Malai á, rồi cái lúc mà sư phụ rảnh rồi thì cũng, hoặc là đi Hồng Pháp đi vòng vòng mà đi ngang qua chỗ kia có mấy khỉ nó bị cột quá, nó nhảy tới nhảy lui thấy tội nghiệp lắm. Sư phụ mới mua mấy trái chuối á, tiêu cho nó ăn. Sư phụ tiêu chuối cho nó, ném chuối cho nó lấy mấy cục đá nó ném lại cho sư phụ. Tức là exchange mà. Trao đổi à. Rồi nó ném đá không có, nó lấy cát nó giục. Sư phụ che mắt chạy không kịp, phải không? Sơ mù á, tại con mấy khỉ nó học là nó học vậy đó, hiểu không? Con thấy mình luyện thì nó cũng luyện, phải không? Mấy khỉ là thường vậy đó. Ê, hổ sư tớ sư chàng giữ lo mổ phẳng lên nhà sư phụ giờ. Ê, thì à, 是以前也是有一只好处，就是这样子。有一个人他很口渴啊，看到在上面呢，那个芒果很多，他自己爬不上来啊。然后他知道了，看到一群猴子在上面，他就把石头丢上去，然后猴子把芒果丢上来，也蛮不错，蛮不错。这样他丢多少都拿多少芒果，这样好舒服，不用爬，也是不错，嗯。 có cái chuyện cũng hay, ví dụ như có một cái ông kia, ông rất là khát nước, ông rất thích ăn mãng cầu, ăn xoài, nhưng mà thấy đinh cây xoài cao quá rồi leo không tới, rồi ông thấy có một đám khỉ nữa, à không biết rồi, ông lấy đá ông giục lên, rồi mấy khỉ nó lấy xoài nó giục xuống. Nó khỉ nó chuyên môn học vậy đó. Còn cái chuyện nữa là ví dụ sư phụ nói sư có cái ông kia, ông thiền sư kia đó, mà ông có nuôi một con mèo, rồi con mèo nó rất thích ông cũng rất thích con mèo, nhưng mà mỗi lần ông ngồi thiền á thì ông không có muốn con mèo, mà nó cứ thì con mèo nó thích ông, mà nó cứ đi vòng vòng vậy, nó cả tới cả lui, mà mèo lại mèo chi à, mèo tới mèo lui á, thành ra cái lúc nào mà ông trước khi ông ngồi thiền là ông phải đánh con mèo, ông đuổi nó ra, rồi ông khóa cửa lại ông mới ngồi. Sau này ông chết đi rồi thì con mèo nó còn đó, nhưng mà học trò của ông mỗi lần mà muốn ngồi thiền, trước khi ngồi thiền đi kiếm con mèo đánh. Mà con mèo hồi xưa nó lưu luyến ông thầy đó, nó mới ở cà cà gần bên, chứ còn cái anh học trò này nó đâu có cà cà gần bên đâu, mà mỗi lần ngồi thiền thấy thầy đánh, mà thầy đánh con mèo, mỗi lần ngồi thiền không biết, bất luận là con mèo nó trốn ở chỗ nào ông cũng đi kiếm, ông quýnh trong một trận tới rồi ông mới đóng cửa ông ngồi thiền. Có hiểu không, hiểu không? Đại khái vậy đó, học tầm bậy tầm bạ. Ok. Học tô bảo. Sao tôi yêu yêu chẳng nghe nên mình thiên, mình thiên chẳng nghe sao hãy giữ thiên. À, hoa, thay đồ cụ sử. Wow. Ấp băng. Hoàn an. À. Câu là ha. Nếu mà hãy yêu hồi chưa? Sử tiến à. Mình thiên chạy chẳng à. À. Hả ha. Thôi mai nói tiếp hả? Đủ rồi ha. Nay uống rượu ngon không? Mấy người nhà chủ trà hả? Xoan à, nó bên đó có rơ suy mà. Thế à, nếu mà hơi hơi bài lóng trà nó hôn nón nó cho hồi chứ. Chính thiên cao hào chi phân, chi hơi yế sư. Chi hâu yế sư hẳn rấu hờ là. Chỗ thiên cao hào chẳng tao ổ mân, chống ổ mân lại cho bên siêu chính là y hậu. Phong thẻo yu xuân mà. Căng hào chân là chân thiên phong thẻo yu xuân à. À, chi hâu hôn rộ à. Tây à, phong thẻo hẳn hào à, yếu phong yếu yu à. Bù chơi sợ rừng hờ phong, bù chơi sợ rừng hờ hả? Phong sủy bù sợ. Phong sủy hẳn hào à, hẳn khăn khai à. À? Nè cơ, nếu mình chống ngoài miên bảo chinh chi, bù chơi đào phong yu sử mù thẻo xuân hả? À? Ở trên sân đỉnh nơi bên sẽ chơi theo chơi xuân. Hoàn sang xuôi châu đâu cũng cần bị yên chỉnh. Khai chư huy ở trên xuôi châu. Khai chư huy yên ở xuôi châu.
哇，在那边哇，音乐也很好，比你刚刚听我音乐还要好。 然后砰砰砰砰砰砰砰，我的那些窗帘呢都自己开自己关自己开关，砰这砰砰，然后下雨在外面就跑到里面去啊，有窗户哎，差点从那里漏进去，嗯，差一点叫那个。 青海武山是救济团跑来救水灾啊，张龙也有水灾啊。哎呀，不过就不怎么样啊，你们在下面还有靠山呢、啊，我上面就是我在山顶就是山靠我，我在那边就给山靠的。 我没有，我在那边山上找得到，风太大嘛，我们弄一个房子的压它一点，是不是？像以前那个孙悟空被压在那个什么，五行山下面一样，用那个符咒连上去，哎，不然的悟空它会蹦上来，然后山也被破掉了，嗯，你们是有靠山，我是有山靠哈。 大家都有不同的哈，太好了。OK，祝大家一路顺风。不要逆风麻烦，这个苗栗风很出名的，啊，最好要顺风哦。哎呀，真的，我们不能讲太早。 昨天风调雨顺，今天雨顺风调。好，晚安。như là xưa kia có một cặp vợ chồng nhà nông gì đó ở một cái chỗ đó. 哇，你们太热会不会？那个后面那边还好吗？有感觉吗？<笑>你笑什么？啊？就他们自己的问题就不跑嘛，宁可死掉就不离开净土、哦。那个有一对农夫嘛，他住在那个地方嘛。他们两个是互相。那个敬爱了。 很那个敬爱了，有了跟他们聊，有一次，他那个好像他丈夫出去外面了，丈夫出去外面，啊，不用，为什么？他们本来放东西，我好了，放着吧，这样我们就全部温暖嘛，这样盖起来就，嗯，什么？ 半黑半白，变黑白无常，是啊。<笑>好，那对夫妇，有一次他先生不在哈，然后太太在家，然后有一个人呐、啊，一个男的，他就跑，我不记得很清楚，所以慢慢讲啊。啊，嗯，nếu sư phụ nói không có đúng hay nhắc dùm phải vậy không？啊，phải tới đây phải vậy không？ Có hai người rồi, cái khách vô rồi, cái bà vợ sợ ông chồng nghi rồi, cái biểu người khách chạy ra rồi, cái người chồng đốt cái lửa đó phải không? Ờ, à, phải rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, vậy là sư phụ nhớ dài muốn chết. À, có hôm qua kia người ta dịch cho nghe hả? Ta mình trên bên phan y, nếu mà hôi chủ tặng thì mình à? Hôi chào sao mà? Bố hôi chào hả? Ta thính được đâu sư phụ hả? À, ok. À, hôm nay, nè. 那个太太在家刚好煮饭煮东西哈，因为有一个客人过来，不是客人，过路的人啊，贫穷的一个乞丐啊，他刚好很冷啊，冬天嘛，后来饿了就跑进那边，没饭呢，跟他太太要饭，没薪金，他太太，女儿呢，很害羞，弄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 
không có biết cách để mà tiếp khách. Rồi cái người mà ăn mày đó lại lạnh, lại đói nữa, lạnh nữa còn chết rồi, không còn cách nào nữa. Thì người vợ thấy ông như vậy thì không có nhẫn tâm đuổi ông ra, mới bảo ông cởi áo quần ra để mà hơi lửa đó. Thì bà vợ tạm thời tránh chút xíu. Rồi khi mà ông cởi áo quần rồi, ông hơi áo quần ở đó đó. Ông chỉ có một bộ áo quần thôi. Mà vừa hai vợ chồng người nông này cũng rất là nghèo, cũng ít áo quần đó. Hồi xưa là như vậy đó, còn nhiều là một người một bộ áo quần thôi. Thì vừa lúc mà ông hơi áo quần thì ông chồng về, thì người vợ nghe được rất là sợ. Nói với ông này, đó là chồng tôi về rồi, làm sao đây? Thấy ông cởi trần nữa, sợ người chồng hiểu lầm cho nên hai người đều rất là sợ. Rồi bà mới bảo cái ông đó ra ngoài kia đi, trốn ở trong cái đống rơm á. Đào chảo nó nai đối lý miệng à, chứ xin sinh mấy khăn đào là. Cảm ơn chị, ổ xin sinh sư hẳn. Ai hà, ổ. Đồng ổ đồng, thả hẳn chi tù là, bú xin à, nè, chạy cho bên chất kỳ em, bú xin, đọc hả chú con. Thế sợ chồng bá ganh tị, cho nên không được, kêu ông lọc đọc ra đi. Thì ông đó mới lọc đọc xong ra ngoài, chỗ đống rôm, trốn nó. Thông báo chú chị, nó cả xin sinh hồi lại. Thì người chồng về, cũng đâu có biết gì đâu. Ồ, bú chẳng mấy nhàng. Chú khăn đào, ồ, dìm.乞丐家里面又不敢讲啊，怕伤害到他太太啊，那个脱光光那个样子，你跟谁解释呢？是不是？又没衣服，又脱光光，那边跑出来，一定呢，人家会误会了。他不敢讲，怕伤害到那个好太太，他太好了，又给他活，又给他东西吃，然后现在又被冤枉的话，他宁可死掉这样。就死了，在里面死。然后太太。Chú chị kinh ra ngoài thấy được như vậy, bà không dám nói nữa, không thể giải thích gì hết. Thấy cái ông đó bị thương hại như vậy, bà chịu không được, bà thấy như là cái lỗi lầm của bà, thì bà cũng nghĩ là chết luôn. Thì ông chồng thấy, ủa sao một vợ mình đột nhiên như vậy, như là mình đối với vợ mình không có tốt sao, bà thấy cũng có lỗi nữa, thấy vợ mình chết rồi cũng nhèo, vô lửa, rồi cũng chết luôn. Thính đồng không đồng? Rồi sau này à, 他们三个人被上帝封神了，被召去照顾火炉啊。对，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 他们三个人被
cái trinh tiết của danh dự của người khác mà chết, của người đồng thương mà chết. Còn một người nữa là bởi vì quá trung thành với vợ, thương vợ, họ cũng chết chung luôn.
cho nên ba người đều là thuộc về cái hạng người rất trung trực. Cho nên Thượng Đế mới cho ba người này làm táo quân. Cho nên ở Việt Nam họ thờ táo quân là hai người đàn ông, một người đàn bà. Hai người táo ông, một người táo bà. Mình thờ ông táo là thờ hai đàn ông, một người đàn bà. Tức là hai táo ông, một người táo bà. Cho nên ở Việt Nam họ họa ông táo đó, ông không có quần, thì họ bận có một nửa bị đốt cháy này. Lúc đó ông chồng mới cởi có một nửa phơi, cho nên thấy vợ chết cũng nhảy vợ chết luôn. Cho nên cái câu chuyện đó là như vậy. Căng hậu chiếu vỏ mà bây giờ đừng đốt lửa, cho nên con rằng ở đây cũng nói cho quý vị nghe luôn. Thật ra nó cũng có lý do gì, nhưng mà chuyện này chắc lẽ cũng có chút xíu có liên quan đến tu hành. Ý nói rằng về người ta muốn bảo hộ cái đạo đức tới cái mục đích đó, cái trình độ này không phải như mình bán rẻ. Nhưng mà thời xưa mấy cái gì nó quyến rũ ít hơn. Như là những cái người nông ở trong quê, tâm của họ nó đơn thuần hơn. Mà trong cái đời sống lương thiện, thanh lập, cho lo ăn đủ, uống đủ thôi, để làm việc, kiếm những đồng tiền lương thiện. Cho nên tâm rất là trong sạch, không có nghĩ gì bậy bạ nhiều. Và đạo đức của họ không có dễ gì có cơ hội để mà khảo nghiệm. Cho nên đôi khi mình nghèo cũng chưa chắc gì là không tốt, mà ngược trở lại đôi khi giàu có khi có nhiều quá thì dễ biến đổi cái cá tính của mình. Nhiều người lúc còn nghèo còn tốt lắm, nhưng mà sau này có lúc như là làm quan gì đó, rồi danh lợi càng làm càng tốt thì lâu lâu họ biến hư. Không phải là bản thân họ biến hư, nhưng mà đôi khi cái tình trạng làm họ biến hư. Tại người ta cứ tới khen rồi cho lễ vật đồ, rồi cái tự nhiên họ biến hư. Lần thứ nhất không có thể nào bị mê hoặc, nhưng mà người lần thứ hai, lần thứ ba là bị ngã. Cho nên nếu như mình gặp cái tình trạng nào mà mình không có bị mê hoặc thì mới biết rằng mình tốt. Nếu như mình cũng không biết được. Có lúc người tu hành cũng vậy. Nếu như không có bị qua khảo nghiệm, mình không có hiểu được mình là ai. Mình không có hiểu được. Mình có những cái mấy cái phẩm chất gì nó chứa ở trong đó, rồi mình tưởng mình giỏi lắm. Như Việt Nam nói rằng nếu không có bị lửa luyện thì mình không có hiểu, không có biết được là vàng thật hay không. Tức là vàng thật không có sợ lửa. Chân sư không sợ hỏa liên. Chân chín.当然你们国语比我好啊。哦，起一点点华不一样哈，大家后暖吗？后面也后暖了，开玩笑，真的吗？不是我问那些住家人后面，那光头那些，真的有音响啊？哪里啊？啊？看到没有音响啊？你们想象力好丰富啊！好。 以后煮饭你们看到就好，我要吃了。月话也不能吃，看就够了。同定同尝，听到了没？啊？有影响了。以后买一束月话就够了。每个月拿出来放一堆那边给大家来看。看腻了就回帐篷睡觉。反正随时都放着好了。 什么时候饿来看一看就可以了，哈哈，现在在笑，太晚了，也许刚刚翻译，那个我们越南有一个故事。
Ở Việt Nam có câu chuyện. Con cá rổ. Không biết chuyện này là thiệt hay là giả. Nhưng mà ở Việt Nam tự họ có chia Nam Bắc. Người miền Nam nghe nói là rộng lượng hơn. Cảm hoa chuyển à, dám xài tiền hơn, tính tình nó cũng tự do tự tại hơn, rất là cởi mở hơn. Người Bắc thì nghe nói không có tốt thì mấy, như là tiết kiệm lắm, chắc lẽ ở đó phong thủy nó hơi hơi dở, thường thường bị nước lụt. Cho nên do đó họ dành dụm hơn và tinh thần cũng căng thẳng hơn và tâm tình cũng không có cởi mở gì lắm. Thì thường thường người Việt Nam ưa chọc người miền Bắc, là người miền Bắc cũng kể chuyện để mà chọc người miền Nam. Em biết chừng là những cái câu chuyện mà chọc lẫn nhau đó, là bởi vì có một mớ người ngoại quốc họ đến hoặc xâm chiếm Việt Nam và họ muốn đang phá vỡ cái tinh thần đoàn kết của người Việt. Nghe nói rằng như là khi mà Pháp đến thì chia Việt Nam ra ba phần, ba miền, và mỗi một miền đều có người khác để mà cai quản, thì họ cho rằng làm như vậy dễ mà kiềm chế, rồi ba miền đó không có hợp tác với nhau và cứ công kích nhau lẫn nhau, cho nên họ chế ra nhiều câu chuyện đó mà ba miền đó họ cười đó, chọc cười lẫn nhau. Thì sư phụ nghe nói vậy thôi chứ sư phụ cũng không biết gì về chính trị. Thì nghe nói rằng không người miền Bắc nói rằng người miền Bắc rất là nghèo và rất là keo kiết, cho nên cá cũng không dám ăn cá nữa. Chắc lẽ là không có cái lòng rộng lượng, cho nên cá cũng không dám ăn, và chỉ mua một miếng cá gỗ thôi rồi treo ở trong nhà. Mỗi lần mà ăn cơm á, nhìn cái rồi ăn hết chén cơm. Chỉ ăn một, nhìn một lần thôi, không có nhìn hai lần. Nếu như có đứa nhỏ nào nó nhìn hai lần là bị la. Nói lần sau mà nhìn nhiều như vậy, mà ăn nhiều chi. Phải ăn một lần chỉ ăn được, là được một chén cơm rồi. Vì nhìn miếng cá nó nhiều lần làm chi. Cho nên đó là cái chuyện mà miền Nam họ đặt em chọc cười người Bắc. Thế sao vậy? Cũng tốt, tự nhiên vậy. Giảm bớt cái nghiệp chướng. Tại cá gỗ nó đâu có nghiệp chướng đâu, cho nên đâu có gì không tốt. Đối với người mà tu Pháp Môn Quán Âm của mình thì cái đó không phải là chuyện mà chọc cười. Tôi nghĩ rằng như là ở Trung Hoa cũng có những cái chuyện tương đương như vậy. Lấy rau là cái gì? Lấy rau là cái gì? Ờ, treo trên bên khăn ở gì, không được ăn. Như họ treo miếng thịt, muối treo miếng cái đó thôi, không có để nhìn thôi chứ không có ăn. Chỉ xin khăn. Cái treo họ gì nó nát, nó thối rồi sao? À, thắm ăn dùng yên thôi mà, rồi yên nữa, bùn. Tại vì họ đã muối rồi, cho nên nó không có hư. Ô, chàng ấy chàng, à. Người tu hành mình cũng vậy. Có người không có Phật, họ cứ để Phật gỗ để mỗi ngày họ lại đi là và thỏa mãn. Không biết tại sao họ đọc cái câu chuyện mà miếng cá gỗ mà tại sao họ nghĩ tới Phật gỗ? Tại vì cá gỗ đó không có làm mình vừa lòng được, làm sao mà lại Phật gỗ làm sao mà vừa lòng được? Nhưng mà sư phụ nghĩ rằng trước xưa kia sư phụ cũng có lạy qua Phật cổ. Sau này khai ngộ rồi cho nên cảm thấy không có đạo, không còn lý nữa. Quý vị có nhiều người còn thông minh hơn sư phụ xưa kia nữa. Ngày nãy sư phụ mới nói chuyện với những người đồng tu Việt Nam ở trên bếp. Họ cũng có kể xưa kia lúc mà chưa gặp sư phụ đó, cái tinh thần cầu đạo của họ bị khảo nghiệm như thế nào. Thí dụ như có một cặp vợ chồng, họ đợi sư phụ
Nó đợi tới 5 tháng là 7 tháng gì đó. Mà đã bị mấy lần khảo nghiệm mà không có qua được. Tôi bởi một lòng mà muốn thọ pháp. Không phải có chuyện này, có chuyện khác. Rồi lần cuối cùng nghe cái điện thoại nó là sư phụ sẽ ở đâu đó. Ngày nào đó sẽ kêu họ mau mau đến đó để mà thọ pháp. Thì họ lọc đọc mua vé máy bay cho kịp. Bữa đó là một bữa mà phải mua liền hả? À, họ mình chú chơi bia từ châu à, Oregon à. Tại vì họ ở trên tiểu bang Oregon mà tới California mà phải đi trong ngày đó. Đối với quý vị hình như quý vị thấy không sao? Thật ra mua vé máy bay trong ngày nó mắc lắm. Nó mà quý chứ mua mày, riêng mày à. Nhưng mà thấy mắc thì họ cũng mua. Mấy trăm? À, 3 triệu 7 khoai mì chín à. Khoảng đâu 800-900 Mỹ Kim vậy nè. Đối với người Mỹ kiếm cái số tiền đó cũng không phải dễ. Mình cũng đừng ảo tưởng rằng Mỹ cái gì cũng có tiền nhiều lắm. Để thấy họ có nhà lớn, có xe rồi, tưởng họ rất là giàu. Thật ra đa số đều là mua triệu hết. Thiếu người ta cái đóng tiền. Gót tới 30 năm, 40 năm, 50 năm. Đôi khi chết rồi. Mà khi nhà ở đó cũng phải để cho con trả. Họ tính hai vợ chồng như vậy, gần 2.000 đồng. Họ cũng mua vé. Nhưng mà như là mua không được nữa. Nhưng mà lúc đó họ bất cứ bằng cách nào họ cũng cầu sao cho mua cho được cái vé máy bay. Thì rốt cuộc ban đêm ấy, mười mấy 11 giờ khuya nó họ mua được vé. Mới thở hơi ra tưởng là được rồi đó. Lại nghe tiếng điện thoại trong nhà rang đó. Và nghe sư phụ nghe biết nghi nói rằng sư phụ đã bệnh nên sư phụ không có qua Cali nữa. Bây giờ sư phụ ở New York kêu họ mau mau mua vé máy bay ngày mai còn kịp. Ngày mai thọ pháp ở New York. Họ thấy họ bị khảo nghiệm đã 5 tháng đó đã bị khảo nghiệm nhiều thứ rồi. Bây giờ mua không dễ mua được vé máy bay, bây giờ lại không kịp đổi với bé. Mình chắc là nếu có đổi không lấy tiền lại mấy chục đồng. Nửa đêm rồi sao mà có thể mà mua vé mà ngày mai phải đi rồi. Lại pha lại buổi chiều, mấy trong ngủ yên xin chống ra bên tao năm nay hay hay hơn tua cái sáu giờ. Chuyện tôi bán mà đến không kịp thì cũng mệt. Đáp xe đáp máy bay thì cũng từ Oregon qua New York thì cũng 8 tiếng đồng hồ. Mình sợ mua không có vé này. Mấy cậu của anh Thâm đã cũng luôn. Tôi cũng hiểu còn cậu ai nữa. Chung gì sư mãi to là. Mà rốt cuộc cũng mua được. Tao sửa tiền gì chuyện à. Mà may là tại vì trước 12 giờ có người bán rẻ. Tại vì khi 12 giờ rồi không ai muốn mua gì nữa. Mua vé nữa cho nên họ mới mua được vé rẻ. Chỉ mua được vé có... Cao chín sử. Giờ phút cuối cùng chỉ mua được 200 mấy đồng thôi. Lúc đó có cái thuốc bên trong cầu thật nhiều, nếu không đủ tiền mua. Còn nguyện rất là nhé, nó rẻ. Nó cũng mua được 250 thôi. Lúc mà mua là mua mắc lắm. Như là sư phụ hồi ở Nhật về. Đáng lẽ sư phụ với ông Đồng Quang, hai người đã có vé rồi. Còn có ông Đồng Lai không có vé thôi. Không có thể nào mà chờ được nữa hết. Thì đến mai cũng không có. Mới định rằng thôi. Vậy thôi, ông Đồng Lai ở lại chờ tới khi nào có máy bay thì mới về. Sư phụ với lại ông Đồng Quang về trước. Rốt cuộc hai người đến đó, luôn cả vé của sư phụ với lại vé của ông Đồng Quang cũng bị người ta mua luôn. Sư phụ coi như là không có thể mà qua được mà cái thời hạn visa đã tới kỳ rồi. Thời hạn visa của ông Đồng Quang là càng đã khít rồi.
Cho nên bây giờ chỉ còn cách là mua được mà phải mua vé thứ hàng nhất. Lúc đó sư phụ phải ra tiền và ra sức nữa. Từ sư phụ phải lo hết, tại mấy người kia không có biết lo mấy cái chuyện này. Sư phụ làm ký thư, nó cơm, mà sư phụ làm đệ tử, cái gì cũng phải làm hết. Cũng phiên dịch luôn. Rồi cuối cùng rốt cuộc mới lên được máy bay. Lúc đó sư phụ không muốn gặp ai nữa, tại sư phụ quá mệt. Mà trên đó 3 tiếng mấy đồng hồ trên máy bay. Mà ta cứ hút thuốc không? Mà về tới Đài Loan rồi, đã 3-4 ngày rồi mà con người còn lắc lư. Cái cảm giác ngủ nó không ngủ nhưng mà cái không có dậy nổi. Nên thấy nó khó chịu lắm. Chỉ qua nó cái thổ thần sang rồi nhau đâu sâu yên à. Không biết tại sao mà hàng nhất mà người ta cũng hút thuốc. Thì ở phải, thì sao phải sâu yên thì thứ ủ phải ở xuân rồi mà nó. Hàng nhất hàng nhì hút thuốc mình hàng thứ năm rồi sao. Thuốc, hơi thuốc nó đưa cho mình hít thở. Cảm giác như là cái hơi nó vô như là nó đè cái ngực vậy. Không hít thở là chịu không được. Cho nên không hiểu tại sao những người hút thuốc không có lo tới những người khác. Thấy mấy người đó thật là hung ác. Thì lúc nào cũng có thể hút thuốc. Mà tại sao trong cái lúc mà trong cái phòng nhỏ như vậy không đủ không khí là hút thuốc cho nó, cho người khác chịu không nổi. Rồi mình cũng không nói được gì hết. Tại mình đã biết là mới lên. Tại mình biết cái chỗ nào hút thuốc, chỗ nào không hút, cho nên mình cũng không thể phản nàn được. Không thể là nói từng người một. Mình chưa chắc gì là họ nghe nữa. Đôi khi họ có ác cảm với mình mệt lắm. Cho nên chỉ còn cách là nhịn thôi. Cũng gần chịu hết nổi. Cho nên không phải là làm biếng đi gặp quý vị. Mà tại vì đôi khi nghĩ tới mấy cái đó thôi. Thưa thà ở ngay một cái chỗ nào đó thì chịu không có nổi. Xưa kia lúc mà còn tuổi trẻ còn được. Bây giờ cảm giác như là càng làm càng già khác rồi. Thân thể cũng nhúng nhau. Mỗi một lần ra ngoài như là đã mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã ngất từ 3-4 ngày rồi. Nếu như mà cả ngày như vậy không bất cứ là ngồi ở đâu cái mùi thuốc nó cũng đưa tới hết. Có lúc khó mua được cái chỗ mà mình hợp ý mình, chứ không phải là lúc nào mà mình muốn tránh khỏi hơi thuốc là tránh đâu. Cho nên quý vị cứ trách sư phụ tại sao không đi đây đi nọ để mà gặp quý vị. Chứ là sư phụ chịu không nổi. Không có nói mấy cái chuyện không có vui gì nữa. Sư phụ còn ở đây một thời gian vài tháng để mà hưởng thụ cái bầu không khí không có hút, không có hơi thuốc. Cái chuyện mà sư phụ đã nói một cái chuyện của ông Mỹ đó, ông đó ông viết ra nhiều rất nhiều sách về tu hành. Ông đó ông không có đi đâu hết, tại vì ông sợ. Mỗi lần ông đi đâu ông sợ cái linh cảm ông cái lực lượng mà giao thông ở bên trên bị đứt đoạn, cho nên ông không dám đi đâu hết. Chỗ nào mà có hơi khói hay đồ ông có đi đâu. Ông đi đâu cũng dùng xe của ông, ông ở nhà đi mấy chỗ gần thôi, còn mấy cái chỗ xa là ông đi máy bay thôi, chứ ngồi xe công cộng ông không đi. Ông ít mà gặp gần gũi người lắm. Ông cũng có dạy đệ tử học sinh rồi, nhưng mà chỉ dạy bằng cách viết thư thôi. Ông cũng muốn gần gũi con người. Không kể đâu. Tại vì mỗi một lần người tới, mỗi một lần cảm giác như là bị người ta hút cái nguyên khí của ông. Hút rất dữ, ông chịu không nổi. Người bằng nghiệp chướng càng nặng thì họ hút càng dữ nữa. Các
我从上面砍到下面来，好几包了，你看一对一对的对是。 不然我砍到明天了，手会酸。你是专门看我的盘子吗？以前不给他气我好几天，考验你的耐心啊！结果你痛不过，好，现在可怜你。 不再考了，那你自己考自己了，嗯。那天师傅跟你们说那个故事嘛？没有，师傅跟讲那个故事嘛，工人跟门被锁了，地牢里面锁起来，有没有？在外被关起来的。有天人，有个天使看着，天将，天使护法都看着，看家门，那护法和家门的呢？你们会问师傅啊？ 他们用什么方式啊？用那个方式，是不是？他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 用那个方式，
bên ngoài còn có tường nữa, rồi trên tường nó còn có dây kẽm gai nữa. Hay là tha mến là có một số phạm nhân hẳn 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 lý hại đúng không? Hãy bị cái thịa lia bằng đó, thông bất động. Người tù nhân mà tội nặng đó. Cũng bất năng lý khai. Họ còn bị xiền xích ở đó. Họ chú trị nữa. Ở cái chỗ đó, không chỉ là làm sao mà đi qua được mấy cái cửa. Nhưng mà cũng có một số người tù nhân, họ có thể tự do đi tới lui. Họ có thể trồng cây, tưới nước, làm việc, quét đất. Chính sự có thể bảo đó. Có người thì có thể đi ra ngoài những cái cửa ngoài gần đến cái bậc tường cuối cùng, thì cũng như con người mình cũng vậy. Có người thì đi qua 3-4 cửa, có người đi tới cảnh giới nào đó nhưng mà vẫn bị dính của cái bức tường. Con người nào mà ra tới cửa lớn, cửa cuối cùng mới là tự do. Người tu hành mình cũng vậy, thì tu hành trong tam giới cũng vậy, nó nhốt mình cũng giống như vậy. Ví dụ như thế giới thứ nhất, nó dùng cái phương pháp gì để mà nó kiềm chế mình? Nó là thế giới của Atula. Thế giới đó là cái gì? Tức là cảm tình, cảm giác của mình. Cái quan hệ mình nó cột vào nhau. Nó dùng cái đó để nó cột mình, nhốt mình ở đây. Không có cần là đánh chửi hay là xiềng xích gì hết. Con người mình ở đây mới dễ có cảm tình. Nam cũng có những cảm tình. Cảm tình đó nó cũng vững chắc hơn là xây dây xiềng xích. Cho nên khi mà mình bị cảm tình mà nó xiềng lại là khó mà rời khỏi được. Nó dùng cái lực lượng lớn lắm, hay là bên trong phải phát ra cái sức dũng khí, hay là sám hối, cái lực lượng rất là mạnh, hay là cái tinh thần mà cầu nguyện lớn lắm, để kêu Phật Bồ Tát giúp mình đẩy cái là mình mới có thể nhảy ra được cái cảnh giới của Atula. Nếu như người nào còn bị cảm tình nó cột quá, còn có những quan hệ của liên ái rồi này nữa, mình biết rằng mình vẫn còn ở cái cảnh giới của Atula, khỏi có còn khoe gì nữa hết. Tự mình tập hiểu được ý nó là mình vẫn dính ở cái
cửa thứ nhất. Cho nên xưa giờ họ tôn trọng những người xuất gia là vậy. Họ cho rằng ít nhất những người xuất gia đó đã thoát khỏi cửa thứ nhất của anh là cửa của Atula. Như là những cái người mà tù nhân ở trong tù, có những người bị tội nặng quá, bị nhốt trong những cái chỗ mà đen tối nhỏ nhỏ, không có đứng lên nổi. Thì có số người khác thì không có thể qua cửa thứ một, thì có người thì qua được cửa thứ một để làm việc chút xíu ở trong những cái vườn đó, có hơi tự do chút xíu. Thì đương nhiên những người bị nhốt trong những cái động, những cái hầm nhỏ là đương nhiên là họ hâm mộ rồi. Ở trong đó họ đâu có thể gặp ai mà không có thể mà có cửa gì được hết. Luật sư cũng không thể nào gặp họ. Rồi mấy người đó coi như là chờ chết. Chờ mà tên phạt hả? Thấy những người mà ra được cửa thứ nhất đi đứng ngoài thì họ cũng rất là rất là hâm mộ. Thấy những người mà đã vượt qua được cái cảnh thứ một, nhưng xuất gia nó không còn cảm tình, nó liên lụy với mình, cho nên họ rất là tôn trọng như vậy. Còn nếu như người nào mà chưa có vượt qua được cái đó thì không có phải là người xuất gia. Có hiểu ý sư phụ không? Dùng khăn qua rửa ấy à? Cho nên mới bị qua rửa bám chú. Qua ai là à? Ok. Hào. Nà rút. Nà chế chống chứ sư y chống sủa mà. Đông bú đông. Cái đó là một cái thứ, cái xiền xích đó. Cho nên mình bị cột ở đây là vậy. Cho nên điểm thứ một rất khó mà vượt qua. Cửa thứ một qua được rồi thì dễ qua cửa thứ hai. Như là những người mà tù nhân họ, cái người đó đã biểu lộ là đã tốt rồi, cho nên cảnh sát mới cho người đó làm việc chút xíu và đi đứng chút. Ý chính công chúa là hẳn nụ đi, yêu nâng chỗ lại chỗ chi rẫn đây, cân xin rẫn à. Chúng ta sang cái thông qua y cơ, tí ơ quan hẳn diễn đàn à. Béo miễn cưng hào đó hoa, chúc cân diễn đàn chú chi. Cho nên, hẳn như càng biểu lộ bên ngoài càng hiện thì càng dễ được hoạt động với cái phạm vi càng rộng hơn và được người ta tin hơn, không có bị nhốt dữ hơn và không có bị đánh đập khổ như vậy. Quá dữ kỳ khẳng là, quá dữ kỳ khẳng là, quá dữ Câu lời là Ô bú sư yêu la la tuy Chú sư yêu hớ lúa chỉ ý tiền Bú sư lại cho bên chư Gửi đến nhà bú hảo miền chứ mà Đến nhà yêu rút có khăn cho cái Nên cái sầm mơ lù yên tài Rừng với nì mình sư sầm mơ rần Ơ lô hàn tuy là对呀、啊，石头还会点头，不过这边是大理石的。我说在某个地方啊，那个女娲哈，花岗石啊，还不算什么，我们就是无形上的那种啊，被佛咒压上去了，大原石啊，不是啊，那个在那个女娲族那个五色石头。还在哪边？不知道哈，算了，好，那个是第一关呢、啊。đó là cửa thứ nhất. Thì ở quan giờ nó bảng của mình. Cửa thứ hai nó làm sao mà nó cột mình đây? Thì ở quan chứ mình gọi là gì? Thế giới thứ hai đó mình gọi là thế giới của nhân quả. Mà nó làm sao nó cột được mình? Làm sao vậy? Thì những người mà thiên nhân đó, họ an bài. Thì dù mình vượt cái quan ải thứ nhất rồi mà mình vẫn còn chướng ngại. Nhưng mà vậy mình mới không có thể mà trực tiếp xông lên trên để mà làm phiền họ. Phá hoại đi cái bầu không khí hòa bình của vũ trụ. Cho nên nó mới có lớp lớp này.
coi coi mình biết lỗi như thế nào. Nếu không mà mình vượt qua tất nhiên rồi mình lỡ mình xong trực tiếp lên, xong lên trên thiên đường là sao. Cho nên mới có cái lớp thứ hai này. Dùng in quả. Lớp thứ hai là hãy dùng cái nhân quả phương thức đó để mà cột mình. Để làm cho mình bất cứ mình ở đây mình làm tốt làm xấu vẫn có cái kết quả. Rồi cái kết, mình có kết quả mình phải trở lại. Nếu mà xấu thì chịu khổ. Tốt thì cũng phải trở lại để mà hưởng thụ. Nhưng cái lúc mình hưởng thụ lại luôn tiện làm hư. Rồi càng hưởng thụ càng dễ rớt vào cái bẫy. Hay là càng xấu, rồi càng đau khổ, càng buồn, càng làm xấu nữa, rồi càng hư nữa. Cho nên bất cứ làm gì cũng không có lợi. Cái đó tức là những cái bẫy. Hậu hoài, chúng ta hoài tới cái dạng. Rần gia xa chi, ý chiến xiên... Xưa kia những người thiên nhân họ thấy cái chỗ mình ở đây hơi lạc hậu, tới lúc đó mà mình bị đầy đọa xuống đây thấy mình đau khổ, họ cũng không chịu nổi, mới nói với Thượng Đế rằng hãy để cho họ xuống để mà dạy những người dưới đây, thế nhưng là miễn những người dưới đây bớt đau khổ đi. Tại vì khi mà Thượng Đế mới đẩy Adam và Eva xuống này là để cho họ chịu khổ, mỗi ngày phải làm việc mới có thể đủ ăn hết. Bất cứ những cái gì mà mình ăn mình phải chảy mồ hôi rồi và nước mắt rồi mới có thể đổi được. Trong thánh kinh nói vậy. Nhưng mà tại vì những thiên nhân thấy là những cái lỗi lầm toàn là đời kiếp trước họ làm thôi. Những cái đời sau họ đâu có tội lỗi gì đâu. Cho nên họ cũng có tình thương. Họ mới nói Thượng Đế là cho họ xuống để mà giúp những người dưới này. Tại những người dưới này đã bắt đầu đã hiền rồi mà đã là con cháu của Tổ Tông. Cho nên cái sai kia cũng là của Tổ Tông thôi. Cho nên Thượng Đế cũng từ bi nói được. Cho nên kêu những người thiên nhân xuống dạy mình rất nhiều thứ mà thần thông và những phương pháp để mà tấn bộ, làm sao làm những cái bộ máy để cho cái đời sống của mình càng thoải mái, để đừng có đau khổ nữa như trước. Phải những cái người khoa học gia cho đặng xuống để dạy mình những cái khoa học bí mật của vũ trụ. Và sau này con người của mình cái gì cũng muốn học, mà cái này còn chưa học xong. Mà đã tính xấu ra ra, có lòng tham, có thể tạo cái này tạo cái nọ, bắt đầu thấy ngạo mạn rồi, mà cho rằng có thể giỏi như là thiên sứ rồi. Cho nên đòi hỏi vậy như nào, lúc đó họ nói phải từ từ ra, bây giờ làm này thôi. Còn mấy cái khác là khi mà trí huệ hay là đạo đức đủ tốt rồi mới dạy, tại vì bây giờ chưa có đúng lúc. Từ những cái thần thông cao nhất trí huệ cao nhất là chưa có thể dạy được. Nhưng mà con người cứ ép, nó bây giờ họ cái gì cũng có rồi, mà nếu không có cho thì họ sẽ đánh dịch. Cũng như những cái người mà võ vậy, mới học có chút xíu muốn tìm ông thầy võ để mà thi vậy. Ý sư phụ là như vậy, nói như vậy. Rồi những người mà thiên nhân nó đương nhiên là không có cho, nó không được, không được. Những cái thứ mà thần thông lớn nhất đó hay là cái trí huệ lớn đó phải phối hợp với lại cái đạo đức lớn. Nếu không á, con người sẽ làm hư. Còn không nữa, những cái kia nó cũng không có linh, thì con người không có nghe, nhất định phải dành cho được. Cho nên xông lên trên, bắt đầu muốn uy hiếp người ta. Thật có xông lên thật. Khi mà xông lên là rồi sau này những cái người hộ pháp của vũ trụ họ phản ứng cho lại, họ phải dùng những cái thần thông mạnh hơn và những cái vũ khí mạnh hơn để đánh lại, diệt đi cái vũ khí của người và đưa người trở về địa cầu. Nhưng đương nhiên là có một số người không có về được, còn số người thì chết ở đó rồi. Đại khái là cái tình trạng này. Sau này Phật Bồ Tát không có còn tin mình nữa, cho nên không có cho mình thần thông, việc hết những cái thần thông trước khi mình học. Tuy nhiên có một số người họ còn học và họ có cái tìm ý thức có, nên tại sao đôi khi mà họ sanh họ đã biết bắt ống hay là thiền như vậy. Có một số người biết làm những cái bom nguyên tử, những người xấu trước này.
这是嘛一级单嘛啊，好，那后来呢？啊，毁灭我们的那种，宇宙那个什么武器了以后，就把我们关在这里。那天我已经告诉老吴，要再告诉他，关你们，所以用什么办法才能关我们？他们用的干哪？也不能用别的呀。Đâu có phải là dùng, cũng không dùng những phép thông thần thông, dùng một số huy là thần thông thường cho mình, con người được biết thôi. Chúng ta có thể phá hoại thông thần chi thể, phá hoại và xông lên nữa. Cho nên bây giờ họ mới dùng rượu yến căng đó, cái thứ mà dùng cảm tình đó, nhu dùng yên quả đó, mình tự tạo tự chỉ hủy mê tự chỉ tạo, không có một mối quan để cho mình tự làm tự diệt mình. Nên tạo cho cái dùng yên quả phải thì thay hủy mê. Họ làm cái luật của nhân quả. Nếu quan này chưa hỏi chưa hoài, tốt nên cái luật mới lại. Làm tốt làm xấu cũng phải luân hồi trở lại. Thật bằng, rồi. Rồi mình chống này thì nó bị bằng đâu hiện tại. Từ đó là bị nhốt mí, cái việc không có thể mà rời khỏi mình được. Quản, cho nên bất cứ mình như thế nào, nỗ lực như thế nào mình cũng không có thể vượt lên được. Cũng như ở trong tù một này, chỉ có cái cửa đó thôi. Nếu chỗ này bên mình này, không có ra cái cửa đó thì không có đi ra ngoài được. Bất cứ mình có đào lỗ hay làm gì cũng bị cảnh sát bắt trở lại. Mà khi bắt về còn mệt hơn nữa, bị nhốt còn dữ hơn. Cho nên đa số người tự họ đi ra ngoài, tự tỏ thiền, tìm cách để mà lấy thoát sinh tử. Không có ra được, bất cứ là họ có đạo tường, đạo đất, hội cũng càng nghiêm trọng, gọi mấy người đó là bị ma nhập như vậy. Tổng cho bên tổng, nó bên bố tổng. Cho mặn đâu cho cái trần thủa. Cái khẳng qua chỉ là xuân biên ấy, thính được mà. Nếu khai trư huệ mà, bố sư khai khẩu à. Wow, nơi biên sân yên thính bố đó, tức là ngoài mình khắc khắc khắc. 是那个英国的法律是一种铁链，一种锁，不用管了，某个车，一种锁，你们的国门在这里，就是这样。你们认为有什么？可以叫人神秘，有什么？可以藏兵，不可以在这里。那如果我们这里呢？如果我们全神的话，那总教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 里
không ai có thể mà cản mình được, mà hoàn toàn làm chuyện xấu thôi. Trí huệ cao như vậy, lúc đó còn giả mang, không có hiểu được đạo đức. Người ta dạy đạo đức không nghe. Ví dụ như vậy, chắc lẽ là hồi đó, thiên nhân cho rằng con người của mình cũng lương thiện như họ. Cho nên, cái phương diện không có để ý về cái phương diện đạo đức, không có nói rằng một bên thì năm giới là một bên tỏ thiền, mà chỉ bày họ tỏ thiền thôi. Ăn thiền sao, không có nói giới luật gì hết. Cho nên, cái tâm mà đạo đức không có bị nuôi dưỡng tốt. Cũng như có một con người ở ngoài xã hội, có cái địa vị quan vị cao thì thường thường không có đạo đức nhiều. Tại vì như vậy thì cái địa vị càng cao thì hại dân càng nhiều. Xưa kia những người thiên nhân họ làm sai lầm, họ không có dạy mình cái đạo đức, rồi cái hoàn toàn chỉ lo cho mình về cái vật chất thôi. Thấy người của mình đau khổ mà cả ngày chảy nước mắt mồ hôi, không đủ ăn, mình trồng cũng không biết cái gì về văn minh hết. Cho nên cái kết quả rất ít. Tại vì Thượng Đế đã đoán trước là tức là mình xuống đây phải chảy nước mắt mồ hôi mới có thể đủ bánh mì để ăn thôi. Chứ không có nói là mình còn đủ tiền để mà bỏ trong ngân hàng nữa. Hồi đó Thượng Đế chỉ nói như vậy đó. Mà hồi đó Thượng Đế chắc có lẽ thanh niên không có nghĩ tới chuyện mà trả góp hay là ngân hàng nữa. Không có cái hệ thống đó. Nên những người mà thiên nhân đó thấy người của mình đau khổ như vậy, cho nên họ chỉ giúp cái phía mà vật chất mà quên rằng cái đạo đức của con người mới quan trọng. Nếu như không có đạo đức thì cái vật chất càng nhiều, người càng hư, càng không có cách nào mà quý báu mà giữ lại cái làm sao mà chia sẻ người khác, là giữ lại cái trình độ mà giàu có đó. Tại khi mà có tài sản, có quyền lực thì làm chuyện hư. Cũng như là mình coi truyền hình, coi báo rồi, hay lịch sử, là mình thấy những cái người mà quan lớn đó, thường là những cái người mà tham lam, tham nu là,
đối với nhân gian không quan tốt. Quan vị cao dễ dễ làm, sư phụ. Quan vị càng cao càng dở. Lúc đó tham mình nói chuyện rồi. Rồi cái xấu chung hết. Mấy ở quan vị chuối cái nông phu những người đó không có quan vị chỉ làm người nông phu bình thường thôi, họ không có cái cơ hội để mà làm chuyện xấu lớn như vậy. Cùng lắm họ chỉ gạt người kế bên thôi, gạt miếng đất thôi. Tháo trao hoàn trao gì mà hay là gạt cái tài sản chút ít của người ta thôi. Nhưng mà nếu mà làm quan thì có thể gạt được nhiều người. Quan vị càng cao thì gạt được càng nhiều người. Có thể áp bức nhiều người. Cho nên quan vị càng cao càng nguy hiểm. Nếu như mà không có đạo đức, quý vị có hiểu chưa? Thống nhận, na chế ý kiến của mình là chế chủ trung à, thì những người tổ tiên của mình tại vì không có ai dạy về đạo đức. Những người mà thiên sứ họ rất là từ bi lương thiện, họ vốn là có đạo đức rồi, họ không ngờ rằng mình thiếu cái chuyện đó ở đây. Thượng đế đẩy mình xuống đây tại vì mình đạo đức không đủ, cho nên có cái lý đó. Tại vì phẩm chất không tốt cho nên không ở trên nó được, mà cũng như là rớt lớp gì đó phải bị xuống đây. À, học sinh như vậy. Cho nên những người thiên nhân khi mình thấy người ở đây vật chất thiếu sót, cho nên họ thấy thương và họ muốn xuống để giúp, như là những cái đoàn cứu trợ đi Philippines này như thế. Lúc mình tới đó mình giúp vật chất hồi trước, họ đâu có đo cái chuyện đạo đức trước đâu, như là Nam Mô Thanh Hải gì đó. Thường thường mà mình dán ở đâu luôn cả xe của sư phụ, quý vị cũng muốn dán lên. Vậy sư phụ niệm cái nên Nam Mô Thanh Hải Phật Sư để làm gì? Tại vì sư phụ bảo quý vị tặng gì tới Nhật, quý vị đều dán cái đó. Xin dừng niệm Nam Mô Thanh Hải Phật Sư. Nếu sư phụ niệm cái đó, sư phụ làm sao có thời giờ để mà dạy quý vị? Mà làm sao sư phụ niệm cái năm kia? Liệu của sư phụ đờn nữa cái gì cũng dán cái đó. Xe cũng dán. Phá nên lúc nào sư phụ cũng gỡ đó ra, sợ người ta nói sư phụ cũng niệm cái đó. Cho nên những cái đoàn mà qua Philippines, Việt Nam mà là đưa tiền qua đại lục gì đó. Nhưng mà sư phụ cũng có nhắn tin mọi người là qua đó mình giúp họ về vật chất thôi, một lúc thôi. Mà cái quan trọng nhất là mình giúp về tinh thần của họ, kêu họ nghĩ đến Thượng Đế cầu nguyện này nọ, ráng ăn chay rồi nói chút ít đạo đức, họ mới biết. Chứ không để tự tưởng là qua đó đem vật chất gạo là đủ rồi. Thì cái đó cái vật chất chỉ giúp cho người ta một tháng vài tháng thôi, mà cái thân thể da thôi. Không có mai chưa chắc không, không quan trọng. Cho nên cứu tế người ta, cứu cái thân thể nó không quan trọng. Cái thân này nó vô thường, ngày mai cái bị tai nạn gì đó là nó đi rồi. Bởi vì mình vốn là có tiền, cho nên họ cũng có quan hệ với mình mới giúp họ. Mà mình không có thấy hãnh diện về chuyện đó. Mình thấy rằng mình giúp cái thân thể đó một hai tháng rồi, cái gì đó rồi họ mất rồi, rồi họ phải trở lại để mà chịu khổ nữa. Nhìn nhau thôi. Biết chừng họ tránh ở chỗ này, tránh nước lụt chỗ kia sẽ có hỏa hoạn này nọ. Cho nên khó mà bảo đảm được cái thân này. Cho nên tốt nhất là kêu họ ráng mà cầu Thượng Đế giúp đỡ, sám hối gì đó. Không biết chừng kiếp sau về gặp được Minh Sư thì cái đó mới là cứu tai cứu nạn. Nếu không bữa nay mình giúp, mai họ cũng gặp lại nữa. Ai làm sao mà có thể bảo đảm mình chút nữa không còn nước lụt hay là không còn động đất nữa. Để nói lại nãy sư phụ nói về lần đầu tiên mà những người thiên nhân họ có liên hệ với người đó, không nghĩ lắm, cũng như người xuất gia của mình ra ngoài giúp cũng nghĩ gì lắm. Mà thường đế trên đó chỉ uống rượu nho là cũng không nghĩ gì nhiều. Tại vì chuyện đau khổ của nhân gian là chuyện của nhân gian, đâu có ăn nhầm gì tới thường đế. Thường đế là không có biết. Cho nên mình mới thấy rằng những người có tiền họ làm sao mà đồng tình những người nghèo.
Trên thực tế là họ không phải là hung ác hay là ít kỷ, mà tại vì không có hiểu được người nghèo có cái gì đau khổ mà để giúp. Tại vì mình không có bệnh, mình không có hiểu được cái người bệnh đau khổ như thế nào. Có như người ta nói rằng không có để con không hiểu được cái tâm đau khổ của cha mẹ. Nhưng mà sư phụ cũng vậy, đôi khi sư phụ có bệnh, sư phụ nhớ đến những người mắc bệnh rất là đau khổ. Cho nên đôi khi sư phụ có bệnh, sư phụ không có cầu nguyện nhân để sư phụ hết bệnh. Thì sư phụ cho rằng nếu sư phụ hết bệnh, sư phụ sẽ quên đi những người đau bệnh đó. Cho nên làm sao thì làm sao, sư phụ không có cầu. Nếu sư phụ cầu, sư phụ chỉ cầu Thượng Đế, nếu có thể đó, để cho người ta bệnh giùm người ta được. Nếu như sư phụ bệnh hay đau khổ mà người khác vui là được rồi. Cho nên những người mà thiên nhân nó xuống dạy mình những cái thần thông đó rồi, thì bắt đầu cái tâm hung ác của mình dễ mang của mình nó ra. Hồi đó kiềm chế không nổi rồi, tôi phải một lúc để mà nuôi dưỡng lên, chứ không ai từ một bên dạy đạo đức, một bên dạy cái thần thông. Chứ bây giờ dạy còn bên rồi, sau này không đạo đức dạy không kịp. Cho nên bây giờ phải dùng phương pháp này để mà cột mình. Thì mình hỏi sư phụ, cái cửa thứ nhất là cảm tình, cửa thứ hai là nhân quả, vậy chưa đủ sao, còn cái cửa thứ ba rồi là, và cửa thứ bốn nữa chi? Cái đó là để an toàn. Bởi vì coi như là ở trong tù ngục đó, cột cái xích rồi, rồi đã có 5-6-7 cánh cửa rồi, ngoài còn có tường nữa, mà trên còn có dây kẽm gai nữa, còn có cảnh sát nữa. Còn có radar, rồi những cái hệ thống khác để mà có thể bắt người về liền. Mà còn có cái chỗ có điện, những cái tường có điện. Mình bò lên, cái tường đó mà có điện là mình đất xuống. Cho nên họ có những cái hệ thống để mà báo động nữa. Chính báo chi, nè, nè, hạ chú chị rồi nha, nó reng, tất cả tôi chú tạo rồi, cơ mà mới dùng chú cho, chú đi xa lấy theo yếu bảo chính. Người ta khỏi còn bắt mình, tự mình sợ mình cũng chạy vào. Nên mình chú tạo mà, ví dụ như có một số tiền, tiền à, shop à, ta mình phong nó dùng, chính bao nó dùng chí quan à. Chỗ người ta làm ăn cái tiệm đó, họ có mấy cái máy, nó phòng ăn trộm đó. Chuyển sẵn tôi thính thỏa. Nếu người vô là nó reng. Mới dùng cho chính thỏa, ta chú chí diễn phòng. Ai cũng nghe được, cho nên khỏi còn cảnh sát, họ cũng chạy rồi. Ví dụ, ổ mân cái thống siêu chơi, ác căn thỉnh, nó gần mình chi tờ, ta cái khai chi sân chơi, nó gần. Rồi họ bị người ta thâu trọ là, quang chi, ta chi sân chơi, mấy quan chi, quang chi đai sư phụ tờ su, sư phụ lụ in đai hồi lại. Chế quả na cái rừng, khai đau na bên chi đó, chứ mấy yang, yếu na cái tình báo của hệ thống à, cái bộ động được cái thời gian đến rồi, ta trên bên hút đột nhiên reng lên rất là lớn. Cái cường độ thì phóng rồi, xe tự phóng đến bên. Thì nó không, ta chỉ không biết được cách quan à, trên bên đó thì đợi xem cảnh sát sẽ đến quan ta. À, đồng dạng. Na, cho nên cũng giống như vậy. Người địa cầu của mình bị nhốt trong hai cái cửa đó đã đau khổ chết rồi, đã chạy không nổi rồi. Mà còn có cửa thứ ba nữa. Cửa thứ ba là cái gì? Mà rủi như có một người rất là thông minh, biết rằng làm xấu bị xấu, làm tốt bị tốt, cho nên không làm xấu cũng là không làm tốt. Chạy đến thế giới thứ ba thì sao? Nếu mà thế giới ba còn không có cửa khác, họ sẽ đi lên tới thiên đàng. Cho nên không làm xấu, không làm tốt, không nhất định là cái người đó tâm rất là lương thiện, không biết chừng là người đó đã kế hoạch rõ ràng và biết rằng làm như vậy cũng bị nhốt, làm cái chuyện bị nhốt, một cảm tình cũng không được, cho nên phải lên đó đã rồi tính sau. Từ trên đó cũng có thiên nữ rất đẹp, còn chi phải nhốt bị nhốt ở dưới này, cho nên từ đây phải liên hợp, không có còn cảm tình, làm việc cũng không làm xấu, cũng làm việc tốt cũng không làm xấu cũng không làm. Đó là nhưng mà người thiên nhân đã thông minh hơn mình và họ đã nghĩ trước. Không biết chừng tại vì họ đã sợ mình quá dữ, quá lợi hại, cho nên họ mới có còn có tiết kế cái cửa thứ ba này. Cửa thứ ba là như thế nào? Chẳng nói mà minh bạch, à, mấy cái cảm tình này, mấy cái hảo, mấy cái hoại, còn có gì mà năng quan mình? Không còn cảm tình, không còn tốt xấu, và còn cái gì mà có thể nhốt mình nữa? Họ chú chi, cái thứ hai thế giới không có. Để khi mà qua khỏi thế giới thứ hai là không còn nhân quả. Ý đó là mình không có làm tốt, không làm xấu, cũng không có cảm tình nữa. Tự mình có thể kiềm chế lấy mình, là mình có thể thoát khỏi thế giới thứ hai rồi. Vậy còn có cái gì có thể cột mình nữa?
Thế giới thứ ba là gì, quý vị còn nhớ không? Giao hòa的那种能力. Đó là cái năng lực của tạo hóa. Tạm thiên là tạo hóa trong tam giới. Cho nên mình nhận biết được cái tạo hóa, cái đó là thế giới thứ ba. Cho nên đa số người biết được cái năng lực của tạo hóa là phạm thiên mà thôi, là trong tam giới. Nhưng mà tại sao thiên sứ thiên nhân cho mình cái lực lượng tạo hóa mà có thể nhốt mình được, là tại vì mình đến đó mình còn có cái ngã chấp, còn có thể chọn mình là mình không muốn làm tốt, không muốn làm xấu, còn có cái năng lực đó, cái thứ thông minh đó, ý chí lực đó có thể kiềm chế mình. Thì nếu như vậy là còn có ngã chấp. Nếu còn có ngã chấp thì những cái gì có thể có lực lượng để mà tạo ra những cái gì đó, có thần thông tạo ra những cái chuyện gì đó, cho nên lúc đó càng kiêu ngạo nữa. Tuy rằng cái kiêu ngạo đó rất là cao nhã, nhưng mà vẫn còn là ngạo mạn. Lúc đó có thể họa hay là đường hay là viết thư cái gì cũng làm được, năng lực gì cũng có thể chạy ra, mà càng ra là càng kiêu ngạo mà thôi. Tại vì vẫn còn nằm trong tam giới, mà cái ngã chấp vẫn còn chưa có kiềm chế được. Tại vì còn chưa có rèn luyện tới đến cùng, không có mà ngày nào cũng giảm đi cái ngã chấp của mình, không có học cái khiêm nhường. Cho nên càng học được nhiều, càng biết, càng tạo được nhiều thì càng ngạo mạn, cho nên bị dính. Hay là càng thông minh, càng có biện tài thì càng ngạo mạn. Mình giỏi hơn người đó nói bằng mình. Mình tốt nghiệp, người đó chưa có tốt nghiệp. Mình có thể làm cái này, người đó không biết. Thí dụ như vậy. Hay là mình có tâm sám hối, họ không có. Nghe nói là sư ngữ thích những cái người mà có tâm sám hối nhất, mà tôi có tâm sám hối nhất. Thì ra tâm sám hối mình biết như vậy vẫn là ngạo mạn. Cho nên bất cứ những cái gì mà mình có thể đem ra được, mình đều là ngạo mạn hết. Cho nên rất khó mà vượt khỏi thế giới thứ ba. Cho nên người nào cũng bị quay tròn trong tam giới như vậy. Rồi cái làm vua không đó. Thấy mình rất là giỏi. Có hiểu ý sư phụ chưa? Người mà có khiêm nhường nói là tôi rất khiêm nhường. Tôi khiêm nhường hơn người đó. Ai có thể mà khiêm nhường hơn tôi? Là như vậy. Người mà gần sư phụ cho rằng rất là giỏi, sư phụ có thể tin mình nhất định có cái gì đặc biệt. Còn người mà xa sư phụ thì an ủi mình, là những người mà gần sư phụ là ma. Tôi không có bệnh gì lắm, cho nên sư phụ không có để từng bên. Cho nên người nào cũng bị dính hết. Cho nên sư phụ cũng phục luôn những cái người mà thiên nhân đó. Nếu không có mấy cái đó không có thể mà kiềm chế được nhân gian. Thì con người rất là thông minh, cái gì cũng làm được. Nước đó, lòng nước dưới đáy biển cũng xuống được. Ở trên không gian cũng đi được. Hỏa tinh cũng tới. Mặt trăng cũng không thay. Chỉ kém con cái là mặt trời quá nóng, không có giống gồng. Nếu không chút nữa là mặt trời nó cũng rung, nó phát lạnh. Tại nó sợ mình lên đó lấy cái nhiệt lượng nó trở về, để cho nó lạnh chết. Không biết chừng có một ngày như vậy. Đã bắt đầu dùng cái nhiệt lượng để làm nọ. Cho nên mặt trời đã bắt đầu là phát lạnh rồi đó. Nó dễ sợ. Ai có thể mà cản người được? Con người của mình cũng có thể mà giết lẫn nhau, không chỉ là sợ. Nước này đánh nước kia, nước người này giết người kia, sống chết lẫn nhau, một không khí như vậy, tranh giành. Ngày nào cũng có hết. Đồng loại của mình mà mình còn chưa có tâm đồng tình, không chỉ là mình sợ ai. Nên những người thiên nhân đó mình không gặp họ là không có quan hệ với mình, giành được là giành. Là như vậy. Cho nên trong cái tam giới này, cái hệ thống này nó nhốt mình đây, không thể tưởng tượng được. Còn quảng đại hơn là cái thần thông nào hết. Nếu không, những cái thần thông mà trước khi con người mình học được đó, 30 từng 30 giới mình cũng vượt qua được. Xưa kia đó, mỗi cái hành tinh nó đều có một cái bầu không khí bảo hộ nó, một cái bảo từng bảo hộ của mình cũng xong qua được. Nhưng mà nếu
Tại vì mấy cái từ bảo hộ đó, nếu không biết cách nào mà phá không phá được, mà những người thiên nhân đó thật là dạy bày thì làm sao mà đi phá hỏi những cái từ trường đó. Không phá được mà không vào được. Cũng như mỗi một nước nào cũng có cái biên giới và có hải quan, ngành sát. Muốn vào đó thì phải có cái thông hành hay gì đó. Visa, ở bao lâu gì đó. Còn cái này khỏi cần, hỏi cái chỉ còn xong qua. Thế nên những người khác mới không có thể mà chọn được. Chứ nếu không đâu có cần, họ đâu có cần dùng cái vũ khí lợi hại như vậy. Nên mà đánh cái ra. Để cho cái, làm cho cái địa cầu mình bị lệch. Thật là cái phó tác dụng, họ không muốn làm như vậy. Tại vì họ muốn diệt đi những cái vũ khí lợi hại đó, phải dùng cái lực lượng rất là lớn. Mà không phải là hành tinh của mình, địa cầu của mình có ảnh hưởng không? Những cái hành tinh khác trong một cái quỹ đạo đó đều bị chấn động. Có nhiều cái hành tinh, cả những hành tinh đó không có còn bông, cây gì nữa, không còn người nào có thể mà ở trên mặt đất. Cái đất nó biến thành khác, không có thể trồng đồi, đất nó nhiễm. Mà không có không khí, không có cái từng bảo hộ ở trên mới chết, cho nên họ phải sống ở dưới lòng đất. Cây cối gì đều rời xuống dưới hết, mà nhà cửa còn ở dưới luôn. Ở trên đây đắp lại lại, muốn lên trên nó phải mở cái cửa, phải nhào vô cái dĩa bay đi chơi. Rồi khi về, từ cái dĩa bay mà xuống. Không thể mà dính được cái bầu không khí ngoài, bầu không khí ngoài rất là độc, hơi chết. Không những là không trồng, không sống được mà còn có thể giết người được. Thế khi mình nghe những cái bầu không khí nào có thể giết người đó. Nên đôi khi mình dùng cái khi mình biết dùng khí nào cũng có thể giết người. Cho nên những bầu không khí ngoài đều có độc, cho nên không có thể mà sống được. Tuy nhiên là mấy ngàn năm sau từ từ nó sẽ tốt hơn, nhưng mà không có hoàn toàn hết được. Nên mình cũng thể nói rằng con người của mình hay là địa cầu mình làm gì, cái đó là mình lãnh nhân quả của mình là được, mà người khác cũng bị ảnh hưởng. Như là lúc mà mình lên muốn đánh giặc đó, đánh như mấy cái hành tinh này thì họ cũng phản ứng. Đôi khi Phật Bồ Tát cũng kêu họ chống lại, không kêu họ chống lại nhưng mà họ cũng tự động phản ứng và tạo ra cái nhân quả, và họ cũng bị nghiệp chướng nữa. Cho nên đôi khi cũng là cái chuyện rất là phức tạp. Bây giờ nói tới còn có cửa thứ 4 nữa. Thế giới thứ 4 là cái vòng an toàn cuối cùng, cũng như là cái ngục tù của mình, của phạm nhân của mình. Những cái phạm nhân đã tự do rồi và bên ngoài coi như rất tốt, nhưng mà chưa có thể thả ra ngoài đường được, thì họ vẫn là tội nhân. Án mạng còn chưa có coi rõ, là cái thời gian của người đó còn chưa đến. Hay là không biết chừng người đó quá tự do sẽ phản lại. Cho nên ở bên ngoài vẫn còn một lớp bức tường nữa. Tuy rằng đi ra đi ra mấy cánh cửa, cảnh sát không có lo gì lắm, nhưng mà ban đêm họ cũng phải đến ghi danh đem đi ngục, để cho họ khỏi ra ngoài làm việc xấu. Họ cũng chưa biết được trong tâm họ như thế nào. Bên ngoài thì thấy tốt rồi đó, nhưng mà thật sự trong tâm họ cũng chưa biết được. Cho nên vẫn còn một lớp tường ở ngoài. Cũng như vậy, khi mình đến thế giới thứ ba, mình đã hiền từ lắm rồi, nhưng cho rằng như vậy đó, không có bị cảm tình, có thể kiềm chế mình, có trí huệ, có biện tài và có cái năng lực của tạo hóa. Nhưng mà họ không có biết rằng trong đáy lòng của mình như thế nào, có đủ đạo đức hay không, có đủ cái mà cảnh giới vô ngã không. Cho nên không có thể thả như mình chạy bậy lên đó, học bài mà trở về rồi đánh người nó làm sao, hay đánh những người thiên nhân như trước kia nó làm sao. Cho nên đến thế giới thứ ba còn chưa có an toàn. Cho nên thế giới thứ bốn là để cho mình tự do, không có nhân quả là nó tự do hơn rồi, có năng lực, có trí huệ. Nhưng mà còn phải coi cái đã, khảo nghiệm, coi coi trong tâm mình như thế nào. Cho nên càng cao càng có khảo nghiệm nhiều, là như vậy. Phật Bồ Tát bây giờ đâu có dám tin mình nữa. Mình đã chạy đến cái chỗ địa vị của họ, rồi đem súng dao ra rồi sao? Uy hiếp
quan Sư Yên Phú sao nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát thành sao? Bồ Sư bảo sang chi châu Sư Cha Mâu Ni Phổ thấu sẵn cho kêu Phật Sư Cha Mâu Ni đầu hàng rồi sao? Đi châu niệm thủ thì cảm thấy tâu sang này. Kêu đệ tử của ông phải lên đây đầu hàng hết nghe tôi. Họ thấy Sư Cha Mâu Ni giơ tay đầu hàng là làm sao mà làm, cho nên thiên nhân cũng đầu hàng. Cho nên phải từ từ như vậy. Thế giới thứ 4 nó mới lớn và nó đen và khó xuyên qua. Tại vì cái vòng cuối cùng đó là để giúp cái giới cái đoạn an toàn để mà giữ là cái cảnh giới trên kia. Và lúc đó mình quá thông minh, có thông biết phát giác rất nhiều đồ, không có dính vào cảm tình nữa. Cho nên ý chí lực rất mạnh, lực lượng không thể tưởng tượng. Mà nếu như người đó lên đó làm bậy rồi sao? Thì Phật Bồ Tát cũng khó xử, không có kịp để mà ngăn cản. Cho nên thế giới thứ 4 rất khó qua như vậy. Không có minh sư bảo đảm, không có lên được. Họ cho mình tự do. Thế giới thứ 4 cũng có thể ở đó. Vậy tới bay lùi có 16.000 cái mặt trời gọi mình. Chỉ vậy thôi. Đi lên đi xuống muốn gì muốn, nhưng mà lên nữa là không được. Tại vì con đường nó không có lộ ra cho mình thấy. Chỉ có minh sư mới có thể biết được. Cũng như cái mật mã vậy đó. Cái cửa bí mật chỉ có một hai người biết thôi. Cái quốc phòng của họ cũng vậy. Cứ mà lúc nào hay là cái bí mật mã đó chỉ có những người quốc phòng biết, sợ gián điệp hay là địch thủ biết là loạn lắm. Bây giờ các vị có biết tại sao có 2, 3, 4 tường giới chứ? Đó rất là hợp lý, không có cái gì thần bí. Đó mà đoán mà sư phụ nói như vậy đúng hay đúng? Tại sao như vậy? Thật là như vậy đó. Tại sao thế giới thứ 3 như vậy, thế giới thứ 2 như vậy? Có gì hoài nghi không? Mà sao mà dễ tin như vậy? Chắc lẽ bị hụt chưa, nó hối lộ. Không còn câu hỏi nữa hả? Thôi vậy được rồi, rồi ăn xong đi. Chúng ta có thể đi.